đó là sau khi mình hiểu được về rõ về hết những cái cấu trúc kênh phân phối, vai trò chức năng của phân phối như thế nào, là những cái nội dung chính của kênh phân phối đó, rồi chiến lược của kênh phân phối như thế này, thì nó sẽ có cái phần phụ về quyết định phân phối hàng hóa vật chất và cái marketing, các tổ chức bán buôn và bán lẻ. Còn về những cái liên quan tới kênh phân phối á, lựa chọn kênh phân phối, quyết định kênh phân phối nào như thế nào á, là cô đã trình bày cho mình vào buổi sáng rồi, thì cái tự đọc thêm tìm hiểu cho cô ở hai phần cuối cùng, marketing, tổ chức bán buôn bán lẻ với lại quyết định phân phối hàng hóa vật chất ha. Rồi chúng ta sẽ vào buổi chiều ngày hôm nay là mình sẽ học thêm một chữ B nữa, là chữ B thứ ba trong marketing mix, đó là về chính sách giá ha. Thì đợi cô xíu nha. À, cô sẽ gửi cho mấy bạn số điện thoại của bạn Phan Quang Thuận ở lớp dược 13 2002 để mấy bạn liên hệ, mấy bạn học nhỏ, mấy bạn liên hệ để được thêm vào danh sách nha. Đúng rồi, em Nguyễn Trung Tính ơi, em liên hệ với lại bạn Thuận giúp cô nha. Tại vì lớp dược 11 là không có trong danh sách chính của điểm danh. Cô chỉ điểm danh của năm lớp dược 12 2002, dược 12 2001, dược 13 2002, dược 13 2001 về lớp IKB Hà Nội thôi. Còn em thuộc lớp dược 11 thì đêm dược 11 thì em sẽ nhờ bạn Phan Quang Hồng ép vào nha. Rồi. Rồi mình tiếp tục quay lại bài học nha, về chính sách giá. Theo các bạn đó, cái chính sách giá này mình sẽ liên tưởng đến cái gì? Cái giá này vấn đề rất là nhạy cảm và vấn đề rất là gần gũi với mình nữa, ngày nào mình cũng đụng cái tiền hết đó. Mình sống không có có tiền, mình đâu có được, mình không có thỏa mãn được nhu cầu vật chất của mình, nó cần cái gì cũng phải mua đồ hết. Nên cô nghĩ là cái này nó rất là gần gũi với lại mấy bạn luôn nè. Thì cái khái niệm đầu tiên về chính sách giá thì giống như cô giới thiệu, nó là một cái biến trong bốn biến của marketing mix, là về sản phẩm chứ đúng không? Product, rồi place, promotion and price, là giá là một biến trong marketing mix. Rồi giá nó còn là số tiền trả cho một lượng hàng hóa dịch vụ nào đó. Cái sản phẩm đó được định giá bao nhiêu thì bạn muốn có nó, bạn phải trả lại cái số tiền tương đương để bạn sở hữu được nó. Quyết định về giá là một cái quyết định mà có tầm quan trọng nhất trong cái quyết định kinh doanh, là nó đó, là cô cũng nói rồi đó, nó là một cái vấn đề nhạy cảm, nó luôn tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta luôn. Tuy tùy vào đối tượng mà giá sẽ có ý nghĩa khác nhau. Đối với lại á, người tiêu dùng quyết định trong việc mua hàng, còn đối với lại công ty, giá nó có quyết định trong việc cạnh tranh trên thị trường.
Không, sẽ tùy vào cái đối tượng mà mình sẽ giá nó khác nhau. Và ngoài ra còn đối với lại người mua thì giá là cái khoản tiền mà họ phải trả để được sở hữu cái sản phẩm đó. Ở đây cô sàng lọc định nghĩa này là từ trong sách ra thì người mua với người tiêu dùng á, nếu mà xét theo phương diện chung á, thì nó là một, nhưng mà tại vì đang so sánh người tiêu dùng với lại công ty là một cặp quan quan điểm, rồi người mua với người bán là một cặp quan điểm, cho nên là sẽ hơi có cái khái niệm về giá nó hơi khác một xíu ha. Đối với lại người mua thì là khoản tiền phải trả để được sở hữu sử dụng sản phẩm đó, và người bán á là giá là cái khoản khoản doanh thu với khoản thu nhập mà người bán nhận được nhờ vào cái việc mà đáp ứng nhu cầu của khách hàng là bán cái sản phẩm mà họ cần á, thì mình sẽ được cái giá tiền, cái tiền lời từ cái sản phẩm đó. Rồi tầm quan trọng một tầm giá nó cũng tầm quan trọng nữa ở cái vị thế là đối với lại người làm marketing nữa nè, thì á là giá nó là một cái biến số duy nhất mang lại doanh thu cho doanh nghiệp, đúng không? Trong bốn cái biến số về sản phẩm, về phân phối, về xúc tiến hỗ trợ kinh doanh, toàn là các bạn phải đầu tư, bạn phải chi ra. Đối với lại người làm marketing và người nhà sản xuất á, bạn phải chi ra không à, riêng giá là nó làm mang tính chất định lượng được, là bạn xác định cái giá này để bạn nhận thu về được cái lợi nhuận, bạn đánh giá doanh thu như thế nào, mục tiêu bạn đưa ra có được hoàn thành hay không, cái thước đo của mình về doanh số là giá, là nó là biến duy nhất mang lại doanh thu cho doanh nghiệp ha. Và quyết định về giá có tác động nhanh chóng đến thị trường, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, thị phần và tính cạnh tranh của sản phẩm. Thì nói chung là trong bốn cái marketing mix, bốn cái yếu tố, bốn cái chữ B đó nó có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau hết luôn, nó liên quan, nó sẽ chồng chéo lên nhau, quyết định cái này sẽ ảnh hưởng đến cái kia. Mà cái một cái giá mà muốn được thực hiện tốt thì cần phải sản phẩm phải tốt, đúng không? Muốn giá cao thì sản phẩm phải tốt, rồi muốn kiểu là bán được nhiều tiền, doanh thu cao thì cũng phải có xúc tiến hỗ trợ kinh doanh, phải có phân phối tốt, nó sẽ ảnh hưởng tác động lẫn nhau ha. Nhưng mà các bạn cũng nhớ duy nhất là riêng có cái phần mà biến số về giá, chính sách về giá thì mới mang lại doanh thu doanh nghiệp, còn mấy cái kia là đều phải bỏ chi phí ra để thực hiện không à, đối với lại nhà sản xuất và người làm marketing nha. Rồi cái chiến lược giá thì giới thiệu sơ qua, nó là những cái quyết định mà nhà quản trị marketing phải đề ra để thực hiện giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu ha. Rồi nó giúp cho cái việc mà thích ứng với lại những cái thay đổi của thị trường, là có nghĩa là khi mà cái thị trường đó nó ưa chuộng cái sản phẩm nào thì bạn cần phải đưa cái chiến lược giá của sản phẩm đó cao hơn. Ngược lại khi mà thị trường không ít quan tâm tới sản phẩm đó, cái sản phẩm của bạn nó ở cái mức giai đoạn gần bước vào giai đoạn suy thoái rồi, thì bạn cũng phải giảm giá hoặc là cố gắng giữ cho cái giá của mình nó không có bị tụt, giữ cái sản phẩm của mình nó không có bị nhanh rơi vào cái giai đoạn suy thoái, kiểu là thuận mua mua vừa bán á. Nếu mà bạn sản phẩm của bạn chất lượng bình thường thôi, nhưng mà giá của bạn ổn, nó ổn định, nó không có bị chênh lệch cao, chênh lệch nhiều, kiểu là vẫn có thể chấp nhận được cái ngưỡng chấp nhận của cái đối tượng khách hàng đó, thì bạn sản phẩm của bạn vẫn được lựa chọn. Còn kiểu là những cái sản phẩm mà cao ngất ngưỡng luôn á thì sẽ không có áp dụng được những cái chính sách linh hoạt giá như thế này ha. Rồi ba vấn đề cơ bản của liên quan đến giá thì là các cái nhân tố quyết định về giá là đối thủ cạnh tranh nè, rồi các bạn phải lựa chọn các cái chiến lược giá như thế nào để phù hợp với sản phẩm,
Thì lát nữa cô sẽ đưa cho các bạn những cái chiến lược gọi là chiến lược giá, nhưng mà để sử dụng những cái chiến lược giá nào phù hợp với sản phẩm là do các bạn lựa chọn, tùy thuộc vào cái sản phẩm đó, để cho có sự mix với nhau đó. Nó phải fit 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 với nhau, là vừa fit giữa chất lượng sản phẩm và giá sản phẩm, nó phải hợp lý. Rồi thứ ba đó là chiến lược chủ động thay đổi giá và đáp ứng với sự thay đổi giá của các đối thủ cạnh tranh. Thì cái vấn đề mà mình cái độ nhạy của mình đó đối với thị trường đó, là mình phải luôn luôn cập nhật nhật update liên tục thường xuyên để có thể chủ động quyết định trong mọi tình huống, chứ đừng có để sản phẩm của mình bị thất thế, bị đối thủ cạnh tranh chiếm hết thị phần, rồi mình mới đi mình thay đổi giá, mình mới đi mình cải tiến sản phẩm, thì lúc đó là nó muộn rồi. Người ta không có, mình không có cơ hội để mình kêu gọi khách hàng lại quay về với mình nữa, mà nhiều khi hình ảnh của mình trong mắt khách hàng nó cũng bị mất luôn, người ta không có cho mình cơ hội nữa, thì lúc đó mình phải tốn rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều kinh phí để làm lại một cái bộ mặt mới cho công ty cũng như là cho sản phẩm của mình. Rồi đây là cái chiến lược giá mà cô tổng kết với các bạn. Thì ở cái phần chính sách, ở cái phần chính cái phần chu kỳ sống của sản phẩm ở giai đoạn tăng trưởng á, thì các bạn cũng đã quen với cái chiến lược giá tham gia thị trường mới nè, là ở thị trường giai đoạn giới thiệu sản phẩm á, thì nó sẽ có giá xâm nhập và giá hất bán đúng không? Thì ngoài ra nó còn kết hợp giữa giá với lại quảng cáo mới ra là quảng cáo, mới ra được là hất bán thị trường nhanh, hất bán thị trường chậm, xâm nhập thị trường nhanh và xâm nhập thị trường chậm. Và cô cũng đã đưa ra cái bạn cái ví dụ cụ thể hiểu rõ được để ở cái vấn đề này ha. Rồi tiếp theo á là chiến lược giá mà cho danh mục sản phẩm của công ty. Thì các bạn có nhớ là mình có học về bên phân loại danh mục sản phẩm á, của công ty, phân loại danh mục là theo chiều rộng, theo chiều sâu, theo chiều dài á. Các bạn coi lại cái phần đó ha, thì từ cái đó để mình đưa ra tổng thể cái chiến lược giá cho danh mục sản phẩm của công ty mình. Rồi định giá hai phần, định giá hai phần ở đây á là nó sẽ có kiểu là cái này là ít chỗ trường hợp nó áp dụng lắm, nhưng mà cái định giá hai phần đó là có phần tối thiểu và phần vượt trội. Thì thông thường á thì một cái mức giá dịch vụ á mình sẽ đặt ở cái mức tối thiểu, rồi xong rồi từ từ mình cộng 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 phần mấy cái phần vượt trội, là mấy cái phần thêm vô. Ví dụ giống như các bạn làm spa đi, các bạn đi vệ sinh mặt, vệ sinh mặt rồi xong mặt này nọ, massage mặt là giá tiền ví dụ giống như là 400.000, xong rồi sau đó các bạn thêm cái phần dịch vụ, phần phụ, phần cộng thêm vào. Ví dụ giống như các bạn muốn chiếu đèn, hay các bạn muốn lấy nhân mụn rồi nọ, thì mỗi phần nhỏ nó sẽ thêm 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 phần vô, thì đó nó sẽ tính là phần phụ thêm. Cái phần giá dịch vụ chính, cái gói chính để định giá hai phần ha, là phần chính và phần phụ. Rồi chiến lược giá chiết khấu, thì cái chiến lược giá chiết khấu này á là nó thường áp dụng đối với trường hợp mà mua hàng và cho khách hàng thân thiết đó, hoặc là mua hàng với số lượng lớn, thì nó sẽ áp dụng cho mình kiểu là khi mà các bạn mua hàng tại một cái nhãn hiệu, bạn tích lũy điểm trở thành thành viên, để trở thành thành viên thân thiết của nhãn hiệu, thì nó sẽ giảm cho bạn 5% hay 10% gì đó, kích thích các bạn mua hàng nhiều hơn. Tại cái đó là bạn tích lũy, bạn được hưởng những cái quyền lợi á, tương đương với lại cái số tiền mà bạn bỏ ra cho cái cửa hàng. Rồi chiến lược giá linh hoạt, giá linh hoạt ở đây á là mình sẽ xét theo từng cái trường hợp cụ thể, ví dụ giống như xét theo nhóm khách hàng, theo địa điểm, vị trí, theo địa lý, hoặc là theo cái thời gian sử dụng nữa. Ví dụ như bạn đi Grab á, giá linh hoạt là được thể hiện ở thời điểm giờ cao điểm, giờ thấp điểm á. Giờ cao điểm thì giá tiền nó sẽ cao hơn, cộng phí nhiều hơn là giờ thấp điểm.
giờ thấp điểm là cái giờ mà người ta ít sử dụng, giờ cao điểm là cái giờ mà nhiều người có nhu cầu giống mình, thì cái lượng phục vụ á nó bị quá tải á, thì cần phải có cộng phần cộng giá thêm cho những cái thời điểm như vậy. Lát nữa ở phần cuối bài đó cô cũng sẽ có đưa ra những cái cụ thể về những cái chiến lược giá này. Ở đây là cô nói cho bạn hiểu về các cái loại chiến lược giá ha, rồi chiến lược thay đổi giá nữa. Thay đổi giá ở đây á là giống như nãy mình coi ở slide trước á, là mình phải chủ động, mình nắm được tình hình của đối thủ cạnh tranh, mình coi mình biết được sản phẩm của mình đang ở vị trí nào để mình chủ động mình điều chỉnh giá, chủ động giảm giá hay là chủ động tăng giá, rồi để mình đối phó với lại cái việc mà các cái đối thủ thay đổi giá. Rồi thì những cái chiến lược giá đó đó nó sẽ ảnh hưởng bởi tác động bởi các nhân tố nữa, thì các nhân tố mà ảnh hưởng đến cái chiến lược giá nó bao gồm nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong, thì chúng ta sẽ đi cùng nhau đi tìm hiểu lần lượt các cái nhân tố này, cái nhân tố này nó ảnh hưởng như thế nào về giá. Đầu tiên á là chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhân tố bên trong ha, thì các nhân tố bên trong á nó bao gồm là các mục tiêu marketing của doanh nghiệp, bên trong là bên trong của doanh nghiệp á, còn bên ngoài á là những cái yếu tố tác động bên ngoài như là thị trường, xã hội bên ngoài, còn bên trong á là những cái liên quan đến nội hàm ở trong của doanh nghiệp, bao gồm mục tiêu marketing của doanh nghiệp, rồi giá cả và biến số marketing khác liên quan, rồi chi phí cho một cái đơn vị sản phẩm và các yếu tố khác, là những yếu tố cơ bản nằm thuộc về các nhân tố bên trong. Khi mà các bạn hiểu rõ cái nhân tố tác động đến giá thì các bạn sẽ giúp cho doanh nghiệp định giá đúng hơn, hợp lý hơn, và cái giá trị của sản phẩm của mình đó, nó đến được khách hàng gần hơn. Làm gì cũng như vậy thôi, nếu mà mình hiểu rõ được cái tính chất của sản phẩm, mình hiểu rõ về nó giống như nó là đứa con của mình đó, mà mình biết ý nó thì mình làm cái gì cũng dễ hết á. Mình sẽ kiểu mình nương theo nó khi mà thị trường nó xảy ra biến động, và mình sẽ dễ dàng mình hưởng được những cái lợi ích từ nó khi mà nó phát triển ha. Rồi mình cùng nhau tìm hiểu về cái phần đầu tiên đó là cái nhân tố bên trong ha. Thì cái nhân tố bên trong á, đầu tiên đó là mục tiêu marketing cơ bản của doanh nghiệp. Thì mục tiêu marketing cơ bản của doanh nghiệp đó, nó bao gồm bốn cái mục tiêu chính tương ứng với mỗi mục tiêu á, và các cái biến động trên thị trường, thì doanh nghiệp sẽ có cái kiểu định giá sản phẩm trên thị trường khác nhau. Tối đa hóa lợi nhuận hiện hành thì doanh nghiệp sẽ định giá theo cái kiểu giá như thế nào, rồi doanh nghiệp muốn á, mà mục tiêu là dẫn đầu thị phần thì doanh nghiệp phải định giá như thế nào, rồi dẫn đầu về chất lượng sản phẩm trên thị trường, liên quan tâm đến chất lượng thì cái giá cả của mình sẽ như thế nào, và muốn chỉ cần là đảm bảo cho tồn tại cái sản phẩm nó tồn tại trên thị trường thôi thì giá nó phải ra sao. Thì cái này nó rất là thực tế với lại mấy bạn luôn, thì các bạn có thể trả lời cho cô một trả lời cho cô về các cái mục tiêu này, thì suy luận ra là cách mà các bạn định giá về tương ứng cho những cái mục tiêu này như thế nào không? Khi mà các bạn hiểu rõ được mấy cái mục tiêu này á thì các bạn sẽ giúp các bạn định giá tốt hơn. Thì doanh nghiệp nó cũng vậy luôn, cái doanh nghiệp nó cũng phải căn cứ vào cái mục tiêu, cái chiến lược lâu dài cụ thể của từng doanh nghiệp để có thể đưa ra chiến lược định giá cho hợp lý. Nó ở phân khúc nào thì định giá như thế nào, ở cái khả năng tiêu để phù hợp với lại cái khả năng cái nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Rồi 102 người trong này nói cho cô biết là có bạn bạn nào nói cho cô biết là
tương ứng với lại những cái mục tiêu marketing của doanh nghiệp đó, thì các bạn nghĩ cái giá sẽ được định giá như thế nào tương ứng với từng mục tiêu không? Dạ alo ạ. Rồi, cô nghe này, Trần Ngọc Phương Phương Nguyên đúng không? Dạ. Rồi. Em cũng có làm công việc cũng tương tự nhưng mà không phải trong ngành dược. Em làm bên mảng vật tư y tế thì thông thường thì định giá cho sản phẩm thì mình sẽ xác định thử là cái sản phẩm của mình nó ở trong cái phân khúc nào và cái thị trường market size của mình nó sẽ chiếm là bao nhiêu phần trăm, và mình sẽ xét dựa trên cái giá trong cái phân khúc mà mình đang định giá đang đang để cái sản phẩm mình vô, ví dụ như là tầm thấp, tầm trung hay là tầm cao. Dạ thì đầu tiên là về thị trường giá, thứ hai là về cái phần chi phí, ví dụ như nếu như mà là sản phẩm có cả bảo trì bảo dưỡng thì mình cũng sẽ để vào cái phần chi phí đó. Cộng thêm vào cho mỗi đơn vị sản phẩm. Dạ. Rồi, tiếp tục. Còn trong cái phần là giá thì nó sẽ có là chi phí giá vốn mua vào, chi phí vận chuyển, chi phí về nhân sự và và chi phí của marketing nữa, thì tùy thuộc vào cái phân khúc của cái sản phẩm đó thì mình có thể là có cái chi phí marketing là nhiều hay là ít, ví dụ như là 5% cho những cái sản phẩm thông thường, còn có một số cái sản phẩm nó chuyên biệt hơn, chuyên khoa hơn thì nó sẽ có cái chi phí marketing cao hơn để mà mình đẩy mạnh cái sự hiểu biết của khách hàng cho cái sản phẩm của mình đang đang bán. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nhìn nhận vấn đề rất là tổng quát ha, và kiểu là rất là chi tiết, là về từng phần cụ thể luôn. Thì rất là cảm ơn bạn về cái phát biểu này ha. Thì cái góc nhìn là của bạn đối với lại một cái giá của sản phẩm, bạn cái giống như bạn Trần Ngọc Phương Nguyên bạn phân tích đó, đó là một cái một một cái quan điểm định giá của marketing, là bao gồm giá của một sản phẩm, của một đơn vị sản phẩm sẽ bao gồm nhiều cái đơn vị nhỏ cấu hành. Thì những cái đơn vị nhỏ cấu hành đó là mình sẽ phải xem xét những cái yếu tố nào nó tác động đến, thì giống như bạn nói là nó về cái dịch vụ vận chuyển mình cũng phải tính vô, cái hoạt động marketing của mình làm cho sản phẩm đó mình cũng phải tính vô, rồi nhân viên vận hành cho sản phẩm đó, mình chi chi phí bình quân ra thôi. Nói chung là mình sẽ phải có một cái thống kê, và các phòng ban làm việc liên quan rồi đưa ra những cái mức ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến cái giá đó, để cuối cùng mình thống nhất và mình chọn đưa ra một cái giá hợp lý cho sản phẩm ha. Rồi ngoài ra để là cái cách bạn nói là để định được một cái giá của sản phẩm ha. Rồi còn ngoài ra nó còn sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố khác nữa. Thì cơ bản là bạn Nguyên đã nói được những cái phần cốt lõi về một cái giá của sản phẩm rồi, thì cô cũng sẽ bổ sung thêm một cái số ý ở ngoài về cái kiểu là về cái cách mà định giá tương ứng, giống như kiểu là những cái quy tắc ngầm vậy đó, những cái quy tắc, những cái đối với lại từng cái trường hợp cụ thể là mình sẽ định giá như thế nào. Thì ở đây là nó sẽ có bốn trường hợp cụ thể để mình đưa ra những cái quy tắc chung để định giá. Sau khi mà bạn Nguyên đã định giá được một cái giá cho cái sản phẩm cố định rồi, thì mình sẽ kiểu xem xét lại là cái giá này á, nó có, sau khi mà mình đã định giá xong rồi, mình sẽ xem xét lại là cái giá này nó có ok với lại thị trường của mình không, có chắc không, thì mình sẽ check lại bằng cái cách nếu như
mình muốn tối đa hóa lợi nhuận hiện hành của mình muốn thu về doanh thu cao, mình muốn thu lợi nhuận cao nhất có thể, thì mình sẽ định giá theo kiểu hất bán, giống như tương tự ở cái kiểu mà cô nói bạn ở thị trường xâm nhập đó, hất bán với lại thâm nhập đó, thì mình sẽ định giá theo kiểu hất bán, tại vì mục tiêu của mình, mục tiêu trước mắt của mình là quan trọng là cái việc mà tối đa hóa lợi nhuận mà, thì muốn lợi nhuận càng cao nhất đó, thì giá phải càng cao, thì giá cao là mình phải định giá theo kiểu hất bán ha. Rồi ở đây đồng nghĩa với là cái việc mà các bạn muốn tự tin đưa ra cái mức giá định giá kiểu này thì đồng nghĩa việc là chất lượng sản phẩm của bạn sẽ ổn, bao bì của mã của bạn sẽ ổn, và cái mức độ mà tin cậy, cái uy tín của nhãn hiệu, nhãn hàng của bạn cũng phải ok nha, thì bạn mới dám để có thể định giá được cái kiểu này. Thì cái này là kiểu là một cái quy tắc chung để tham khảo thôi, chứ còn nếu mà đưa ra trường hợp ví dụ giống như là nói một là một, hai là hai như vậy đó, thì nó cũng không có đúng, nó phải cần phải sự linh hoạt bởi nhiều yếu tố nữa, chứ làm marketing là cái sự linh động chứ không có theo nguyên tắc được. Rồi tiếp theo á, đối với lại cái mục tiêu mà dẫn đầu về thị phần ở đây á là quy mô thị trường hay là cái độ phủ của sản phẩm á, trên thị trường á, các bạn muốn càng nhiều người dùng cái sản phẩm này của mình, nhiều người mua sản phẩm, thì cái sản phẩm này á nó phải gần gũi, nó ở cái mức gọi là tầm trung cho mọi người đều có thể sử dụng được ha. Thì cái mình sẽ căn cứ vào cái mục tiêu của thị phần mình muốn tăng lên bao nhiêu phần trăm để công ty định giá tương ứng. Ví dụ giống như mình muốn cái thị phần của mình đó ở toàn khu vực miền Nam, thì cái mức giá của mình đó, nó phải ở cái mặt bằng tầm trung là bao nhiêu để mình đảm bảo đó là phủ hết, nghĩa là hợp lý hết cho tất cả các đối tượng khách hàng ở toàn khu vực miền Nam luôn. Thì cái đó các bạn phải làm khảo sát rồi đưa ra cái mức giá chính xác thôi. Còn cái này là mục tiêu của mình đó, thì là ví dụ giống như ở trên đó, người quản lý ở trên đó, người ta nói với mình đó là anh muốn đó là lọc cái này ra sĩ số là bao nhiêu người thích cái này, bao nhiêu người không thích sản phẩm này. Cái việc anh nói đó là cái việc của người quản lý, nhưng mà còn cái việc của bạn đó, bạn phải làm, bạn phải lọc bằng hàm, bạn phải mở file data, check dữ liệu, cái bạn phải so sánh dữ liệu, có dữ liệu bị trùng không, có dữ liệu bị nhiễu không. Đó là những cái việc mà những cái phòng ban phải làm. Còn ở đây á, là về cái mặt gọi là những cái người mà hoạch định chiến lược, người quản lý, người làm marketing, thì người ta sẽ đưa ra những cái mục tiêu chung là như vậy. Thì cái mục nếu như mục tiêu người quản lý đưa ra là dẫn đầu và thị phần, thì cái mô hình chung các bạn phải làm á là định giá tương ứng với lại cái thị phần đó. Các bạn hiểu cái vấn đề của nó mà, chứ ở đây mình không có đang nói về những cái mà cách chi tiết để thực hiện một cái giá ha, mình chỉ đang nói về những cái mà cái khái quát nhất, cái chung nhất đối với lại vị trí là một cái người hoạch định chiến lược marketing ha. Rồi cái mục tiêu tiếp theo, mục tiêu thứ ba, đó là mục tiêu dẫn đầu về chất lượng. Nếu như quan tâm về chất lượng thì cái mức giá các bạn đưa ra nó phải đủ để trang trải cho cái việc mà sử dụng thêm công nghệ mới tiên tiến hiện đại, nhập thêm máy móc gia công mới để đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt. Ví dụ giống như bạn sản xuất men vi sinh, bạn bình thường bạn sản xuất men là ở dạng vi khuẩn thôi, vi khuẩn sống thôi, kiểu là sau mấy cái trong 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 cái ống men, nước nước men của bạn á, cái nước thì nó chỉ là những cái vi khuẩn sống rồi uống vào để cho hỗ trợ đường ruột thôi. Nhưng mà sau cái thời gian các bạn sử dụng, các bạn sau thời gian đưa ra thị trường, các bạn thấy là cái bảo quản của mình với lại cái vận chuyển của mình đó, nếu như mà mình dùng chỉ là đơn thuần là cái con men vi sinh sống đó thôi, mình không có cái hướng khắc phục á, thì đưa ra thị trường á, ví dụ giống như 1.000 con của mình á, cái mất cái nhiệt độ ngoài 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 phòng như vậy á, chỉ rồi không có đảm bảo được cái bảo quản đúng theo quy định đó, nó chỉ
những cái con vi khuẩn của mình, những cái con lợi khuẩn của mình đó, nó sẽ bị chết, nó chỉ còn ở mức giảm được 50% thôi, giảm cái hiệu lực của thuốc đi hết. Thì mình phải coi nghiên cứu để mình thay đổi cái chất lượng sản phẩm, thì thay đổi bằng cách là mình chuyển qua cái dạng bào tử, thì cái dạng bào tử này nó sẽ bền hơn, với ngay cả với môi trường và ngay cả đối với lại những cái thuốc mà kháng sinh nó diệt mấy cái lợi khuẩn của mình á, thì là ở dạng bào tử nó sẽ bền hơn. Thì yêu cầu mình phải nhập cái máy móc công nghệ hiện đại của châu Âu, máy mới hoàn toàn để mình làm cái quy trình này. Thì cái quy trình này phải tốn một cái lượng giá lượng tiền để đầu tư, cái chi phí đầu tư thì mình phải cộng vô trong cái chi phí mà về nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, chứ không thôi á, là các bạn lỗ chết luôn, mà không có nhà kinh doanh nào á, mà người ta chấp nhận á, lỗ lớn như vậy, trừ khi nào á, người ta để định giá xong rồi người ta đưa ra sản phẩm mà sản phẩm đó nó không được thị trường chấp nhận á, thì người ta chấp nhận người ta lỗ thôi. Chứ còn nếu như á, người ta đã tính được những cái rủi ro người ta loại trừ được á, thì người ta phải biết cộng những cái yếu tố nhỏ lẻ ở bên ngoài vào, thì giống như bạn Oanh nói á, là cộng hết tất cả cái chi phí phần trăm về dịch vụ vận chuyển, về dịch vụ mà cải tiến chất lượng sản phẩm cộng hết vào thì mới ra được cái giá thành của sản phẩm ha. Và cái mục tiêu cuối cùng á, tồn tại đảm bảo, để chỉ cần nếu như mục tiêu là cái doanh nghiệp đó đang ở trong, tùy vào cái giai đoạn người ta xác nhận nha, ví dụ giống như ở cái giai đoạn suy thoái đi, người ta cái doanh nghiệp đó người ta chỉ muốn là đảm bảo tồn tại sản phẩm ở trên thị trường thôi, càng lâu càng tốt, chỉ cần đảm bảo duy trì thôi, không có cần phải tối đa lợi nhuận, người ta sẽ ra một cái sản phẩm khác để tối đa lợi nhuận. Cái còn cái sản đối với lại một cái sản phẩm này của người ta, thì người ta chỉ cần là đảm bảo nó tồn tại trên thị trường ở một cái trong khoảng thời gian nhất định thôi. Tại vì thị trường nó cũng cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi mà sản phẩm của bạn bị ra lâu á, thì nó sẽ có những cái gọi là đào thải, thì người ta muốn đảm bảo sự tồn tại thì người ta định giá ở mức thấp nhất có thể để giữ cho khách hàng, giữ lại cái nguồn khách hàng cho cái sản phẩm đó, đồng thời giữ cái lượng khách hàng cho công ty, rồi sau đó công ty sẽ tung ra cái sản phẩm mới để đáp ứng những cái nhu cầu cao hơn của khách hàng. Đó là những cái mục tiêu cơ bản, bốn cái mục tiêu cơ bản của marketing đối với lại doanh nghiệp ha. Rồi ngoài ra các cái nhân tố bên trong còn có nhân tố về giá và các biến số marketing, thì cái giá này á nó phải đồng bộ và nó phải có liên quan với các cái chữ B khác của cái marketing mix, là nó phải liên quan, cái chiến lược giá nó phải liên quan đến chiến lược về sản phẩm, về chiến lược phân phối, về chiến lược xúc tiến, nó phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giống như cô nói, sản phẩm muốn chất lượng cao thì giá phải cao, rồi mình phải hỗ trợ qua phân phối và xúc tiến nữa, rồi giá bán á, nó còn sẽ phụ thuộc vào các cái giai đoạn khác nhau trong cuộc chu kỳ sống của sản phẩm, giống như tùy vào cái giai đoạn nào công ty đưa ra những cái mục tiêu tương ứng phù hợp với giai đoạn đó, ở giai đoạn nào là hất bán giá, dùng giá hất bán, giai đoạn nào là dùng giá thâm nhập, thì tương ứng với lại từng cái trường hợp cụ thể để đưa ra quyết định. Cái đó là quan trọng về cái tầm nhìn và độ nhạy của cái nhà quản lý. Rồi chi phí cho một cái đơn vị sản phẩm á, là cái giúp cho doanh nghiệp xác định được mức lỗ lãi của sản phẩm đó. Thì giống như bạn Anh đề cập đến rồi á, các yếu tố cấu thành cho một đơn vị sản phẩm, trong cái giá của sản phẩm bao gồm nhiều cái yếu tố cộng vào, nhiều cái phần trăm nhỏ nó sẽ tạo thành một cái đơn vị giá. Thì cái giá đó doanh nghiệp nó phải dự trù được, đó là cái mức mà thu hồi vốn lại của doanh nghiệp là trong bao lâu, thì doanh nghiệp phải hiểu cái điều đó, tại vì doanh nghiệp là cái người sản xuất ra sản phẩm nè, thì là doanh nghiệp bắt buộc phải hiểu những cái điều đó để có thể đưa ra một cái giá hợp lý. Thì cái giá cho một cái đơn vị sản phẩm nó cũng được xem đó là cái có thể là cái giá thấp nhất mà đưa ra để doanh nghiệp đủ bù đắp trang trải các chi phí cần thiết, chưa nói là lời nha, tại vì
sản xuất hàng loạt xong rồi bán cho người tiêu dùng đó, thì cái giá đó nó phải đủ để trong ví dụ với người ta nhận định là trong 3 tháng nữa người ta mới đảm bảo là người ta thu hồi lại vốn rồi sau đó mới là lời. Thì đó đó là những cái mà doanh nghiệp người ta dự trù được thông qua giá của một đơn vị sản phẩm và cái mức giá thấp nhất của một cái sản phẩm nó còn gọi là cái cận dưới của giá nha. Thì mình sẽ có là cận trên của giá và cận dưới của giá, đưa ra những cái cận như vậy á để cho doanh nghiệp biết được là ở cái mức nào là cái mức phải cắt lỗ, mức nào là cái mức đạt doanh thu mà đỉnh điểm kiểu là như vậy á. Giống như bạn chơi sàn vàng hay bạn chơi sàn chứng khoán cũng vậy á, nó cũng có biên độ giá cho một cái trái phiếu hay cổ phiếu của các bạn. Rồi các cái nhân tố khác bên trong là xét về cái mặt mà sản phẩm mà dễ hư hỏng mang tính chất mùa vụ á, thì giá bán sẽ không phụ thuộc vào giá thành, nó sẽ uyển chuyển linh động tùy theo cái chất lượng của mặt hàng ha. Rồi đối với lại sản phẩm có chất lượng có uy tín được thị trường ưa chuộng thì các bạn hoàn toàn có thể đặt giá cao tại vì cái đó là nó tạo trend rồi, khách hàng có nhu cầu rất là tốt thì các bạn hoàn toàn có thể đặt giá cao để các bạn thu về lợi nhuận, tranh thủ đặt giá trong cái khoảng thời gian đó để lấy lợi nhuận cao hơn. Thì cô đó là và ở dưới là những cái ví dụ mà cô đưa ra. Nếu mà hàng hóa mà lỗi thời mà hư hỏng á thì tất nhiên bạn phải giảm giá để bạn lấy vốn về nhanh, rồi còn không thì nhiều khi bạn cắt lỗ luôn á, gọi là cắt lỗ đó. Nếu như mà để trong một cái khoảng thời gian nó bị gọi là lỗi thời quá, nó không có không không thị trường nó đào thải rồi á, ví dụ giống như thời tiết đó, nó thay đổi, nó không còn lạnh nữa nhưng mà các bạn dự đoán sai, các bạn nghĩ là qua năm nay nó vẫn còn lạnh ở cái mức độ là phải dùng áo ấm này nọ, nhưng mà xui sao nó biến đổi khí hậu năm nay nó không lạnh luôn, các bạn giữ đồ hay ôm đồ 1 năm 2 năm 3 năm nó mất luôn cái lạnh luôn, thì cái đồ đồ lạnh nó bạn không bán được luôn. Thì bạn cắt một là cắt lỗ, hai ấy là dục luôn không xong á. Còn đối với những cái sản phẩm mà các bạn có thể đặt giá cao á, giống như á, là những cái thuốc mà phân phối độc quyền này, hay là những cái thuốc á, mà nó gọi là hàng hàng chính hãng á, những cái thuốc của hãng á, nó sẽ có giá thành cao hơn so với lại những cái thuốc mà sản xuất thuốc generic sản xuất đại trà nhượng quyền, nó thuốc sản xuất mà theo nhượng quyền thì nó sẽ rẻ hơn và cũng có theo nhu cầu của thị trường nữa. Ví dụ đó khẩu trang y tế khi mà vào mùa dịch Covid thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ được giá bán cao hơn, tăng cao hơn so với bình thường. Đây là quan hệ giữa cầu và giá, để cô để cho bạn hình dung dễ hơn, dễ mới có thể nha. Thì là cái nãy cô bàn đến là cái cận dưới của giá, là cái giá mà tối thiểu cho một cái đơn vị sản phẩm, và ở cái mức cận trên của giá là tương ứng với lại cái cầu của thị trường. Các bạn xác định mức cầu của thị trường, nhu cầu của khách hàng á, là cầu của thị trường nha, thì cái nhu cầu của khách hàng càng cao tới đâu thì giá của bạn đu theo được lên tới đó. Nếu như cái sản phẩm của bạn đang nằm trong cái gọi vui là top trending đi, giống như sản phẩm nhạc vậy đó, các bạn được lăng xê lên tới trong top trending thì tất cả mọi cái râu ria liên quan đến cái trong cái hot đó thì bạn sẽ được định giá cao hết. Ví dụ cái MV đó nó được vô top trending, mọi cái nhân vật đóng MV cũng được đắt xô hơn, quần áo xuất hiện trong MV đó cũng được mọi người chú ý mua nhiều hơn, bài nhạc trong MV đó cũng được cái lượt view được xem cao cao hơn so với bình thường. Đó đó là những cái mà khi mà cầu của thị trường, khi mà nhu cầu của khách hàng tăng cao hơn thì đó cô nói là để có cái cộng trên và cộng dưới của giá để cho mà doanh nghiệp xác nhận được cái mức lỗ lãi của doanh nghiệp biết được xác định được khi nào cần phải cắt lỗ hoặc là ở cái thời điểm nào
là lên đến đỉnh điểm của cái lợi nhuận của doanh nghiệp không? Thì cái cận cận trên đó là cái mức giá cao nhất mà doanh nghiệp có thể bán được, là đạt được lợi nhuận, thu về lợi nhuận cao nhất rồi đó. Thì cái này nó sẽ duy trì trong thời gian ngắn thôi, giống như giai đoạn tăng trưởng mà đến chín mùi vậy đó. Rồi còn cái cận dưới là cái mức giá thấp nhất mà doanh nghiệp có thể bán để đảm bảo là cái mức giá đó đảm bảo là thấp nhất cho một cái sản phẩm để duy trì được cái phía sau sản phẩm về chi phí bao bì đóng gói vận chuyển máy móc rồi tiền điện tiền nước thuê nhân viên nhân công gì tính vô hết là cái mức giá thấp nhất không. Trên thực tế đó, thì cái mức giá cận trên và cận dưới cho một sản phẩm của doanh nghiệp đó nó có sự can thiệp của nhà nước nha. Tại vì không phải là cái bạn muốn định giá sao các bạn định giá đâu, giống như thị trường của các bạn tự, các bạn có bao giờ tự hỏi á là tại sao tại sao ví dụ giống như cái gỗ người ta làm những cái mặt hàng mà kiểu là bảo có bảo quản nhất, những mặt hàng nông sản mà bình thường á khi mà chưa có qua sơ chế thì nó luôn 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 giá nó chỉ ở mức đó rồi, nó không có cao mà nông sản sạch nha, so với lại những cái sản phẩm mà có thêm chất bảo quản rồi đã qua chế biến, thêm cái bao bì, thêm cái nhãn mác vô này nọ, thì cái là do thị hiếu của thị trường và do cái mà một cái mà vô hình thôi, kiểu là cái quan hệ cung cầu ở ngoài xã hội đó, nó quyết định đến cái sản phẩm nữa, chứ còn nhu cầu của khách hàng nó chỉ là một phần đến cái việc mà quyết định giá thôi chứ không phải là hoàn toàn hơn. Rồi cái mà cô nói mà về cái cận trên cận dưới nè liên quan tới nhu cầu của khách hàng á, thì cái yếu tố này nó tụ hợp lại một cái gọi là độ nhạy cảm về giá, hay còn gọi là độ co giãn của cầu theo giá. Thì cái đó là giống như kiểu là cái nhu cầu của khách hàng về cái sản phẩm đó, nó quyết định giá của sản phẩm đó. Khi mà nhu cầu á, khách hàng càng cao càng tăng thì độ cọc thì liên quan đến cái việc mà độ co giãn của cầu theo giá nó cũng thay đổi. Do đó mà khi mà quyết định một cái gì về giá thì người làm marketing đó cần phải xác định được độ co giãn của cầu theo giá như thế nào. Thì cái này là nó theo một cái trường phái về bên kinh tế ha, là phải hiểu về những cái thị trường, hiểu về khái niệm để có thể đưa ra được những cái quy luật như thế này, là nếu như độ co giãn của cầu theo giá mà nhỏ thì cầu sẽ không co giãn và giá nó mình sẽ tăng giá dẫn đến là tăng doanh thu. Còn nếu mà độ co giãn của cầu mà lớn á, gọi là cầu co giãn á, khi mà gọi là nhu cầu mà theo theo nhu cầu của khách hàng á, cái biên độ dao động mới lớn á, thì khi bạn kia đó bạn tăng giá sẽ giảm doanh thu. Rồi các bạn có lát nữa cô sẽ giải thích cho các bạn là cầu không co giãn là cầu co giãn nó là như thế nào. Thì đây là cô giới thiệu sơ qua những cái đơn vị chính đó mà của cung với cầu ha. Thì cái đường đường cầu luôn là cái đường mà dấu huyền nha, luôn là cái đường nằm nằm theo cái dấu huyền hết luôn. Nó chỉ có dịch chuyển lên xuống theo giá thôi và số lượng thôi, nhưng mà nó luôn là cái hình thức là ở dấu huyền, và cái đường cung nó luôn luôn là cái dấu dấu sắt. Thì cái đường cầu nó ký hiệu là D, nó viết tắt của chữ demand, yêu cầu ha, nhu cầu. Còn cái đường cung á là nó viết tắt cho chữ supply, là cái chữ S về cung cấp. Rồi thì nó sẽ đường cầu á, các bạn thấy không, các bạn kéo mà kéo kéo cắt
ha, cái trục tung với trục trục hành á, thì nó sẽ có mối tương quan chặt chẽ với hai cái biến số là giá và cái biến số về cái sản lượng của cái sản phẩm đó. Thì mối quan hệ giữa cầu và giá là đa phần là mối quan hệ tỷ lệ nghịch, nhưng mà trong một cái số trường hợp thì giá tăng nó sẽ kéo theo cầu tăng đối với lại những cái hàng hóa mà không thay thế được á. Cô sẽ cho cái ví dụ giống như mà hiện giờ giống như giá xăng dầu á, giá xăng dầu nó tăng nhưng mà các bạn thấy là mọi người đều có nhu cầu đổ xăng, đều phải đi làm hàng ngày hết, chưa có gì thay đổi, chưa có gì biến động hết, thì cái độ co giãn của cầu theo giá nó không có co giãn nhiều, gọi là cầu không co giãn đó. Cầu không co giãn là khi cái trường hợp giống như trường hợp cô vừa ví dụ nè, xăng tăng giá thì là cầu không có co giãn, tại vì là mọi người đều phải đổ xăng đi làm hết cái nhu cầu thiết yếu rồi, không có gì phải bàn cãi hết đó. Cầu không có co giãn thì khi đó thì các bạn tăng giá thì người tiêu dùng vẫn phải chấp nhận để sử dụng thôi, thì giá tăng thì sẽ tăng doanh thu ha. Còn đối với lại những cái trường hợp mà cầu co giãn á là sao? Cầu co giãn khi á mà khách hàng có được cái sự lựa chọn á, ví dụ giống như các bạn mua những cái sản phẩm thiết yếu trên thị trường á, những cái sản phẩm ví dụ dầu gội, dầu xả, nó có nhiều nhãn hàng, không có cái nhãn hàng này các bạn có thể xài được cái nhãn hiệu khác, bạn không xài đô, các bạn xài Bentin, không xài Bentin các bạn xài Sinh Siêu, đó là những cái lựa chọn của khách hàng. Thì cái độ co giãn của cầu theo giá nó rộng, nó co giãn nhiều, thì khi đó khi các bạn tăng giá nó sẽ làm giảm doanh thu với bạn, tại vì các bạn tăng giá đô lên, khách hàng chuyển qua các hàng xài Sinh Siêu, các bạn tăng giá Sinh Siêu lên, các hàng chuyển qua các hàng xài Bentin, kiểu là như vậy, thì là đó là độ co giãn của cầu theo giá nó thay đổi. Còn không thay đổi là những cái mặt hàng mà không thay thế được ha. Rồi nói nôm na quy luật đó là quy luật chung, hình dung chung đó là những cái mặt hàng nào mà không thay thế được, hoặc là những cái mặt hàng nào mà nhu cầu khách hàng đó người ta không có chủ động được đó, thì những cái mặt hàng đó có độ co giãn của cầu theo giá ít. Còn những cái mặt hàng mà có sự lựa chọn, có sự thay thế, những cái mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng đa phần đó là sẽ có độ co giãn của cầu theo giá nhiều, thì khi đó các bạn tăng giá thì các bạn sẽ bị giảm doanh thu, tại vì cạnh tranh nhiều lắm, người ta không xài thì sẽ qua xài cái khác. Và đây là cái hệ số co giãn của cầu theo giá, hệ số này á gọi là ED ha. Thì cái hệ số co giãn của cầu theo giá này nó luôn luôn là số âm nha. Thì giống như cô nói á, là lượng cầu của một hàng hóa nó luôn tỷ lệ nghịch với giá của nó luôn, thì nên cho nên là nó là sẽ là một cái số có mang giá trị âm. Thì mình chỉ có được đọc kiểu là đọc cái ý nghĩa của cái số này, đọc ý nghĩa của cái hệ số co giãn thông qua những cái mức của nó thôi, là từ nếu mà hệ số co giãn bằng không thì cầu hoàn toàn nó không co giãn ha, nó tính nó vô cực là nó co giãn hoàn toàn. Thì tương tự co giãn tương đối là ở nếu mà nó lớn hơn trừ một, nó bằng trừ một, người ta gọi là co giãn đơn vị, và nếu mà nhỏ hơn trừ một thì là cầu ít co giãn. Thì giống như nãy cô nói cái trường hợp mà của cầu ít co giãn là ví dụ giống như là xăng tăng khi mà dùng khách hàng xăng tăng giá vậy đó. Còn cái cầu mà co giãn tương đối á, hoặc là co giãn đơn vị á, đối với lại những cái sản phẩm mà thay thế được không. Rồi cái công thức á, mà để tính ra được cái hệ số co giãn cầu theo giá là cái công thức này. Cái này là cô giới thiệu thêm thôi, các bạn cũng không có cần hiểu nó đâu, tại vì trong bài á, thì nó cũng không có dài đến nỗi vậy, trong bài nó chỉ giới thiệu sơ qua là cái hệ số co giãn của phụ thuộc vào hệ số co giãn của cầu theo giá thôi. Nhưng mà nếu mà cô không có nói thêm cái này á thì bạn sẽ không hiểu cái hệ số co giãn của cầu theo giá là cái gì và tại sao người ta phải dựa vào cái đó, thì cái này cũng giải thích cho mấy bạn thêm thôi. Đây là công thức để tính ra được cái hệ số co giãn cầu theo giá, và cái hình mà khi mà đường cầu co giãn và đường cầu không co giãn nó sẽ giống như trong trong bài ha.
thì nó sẽ giống như cái bạn có trong sách trang 45 á, nó sẽ có cái tương tự hình cầu co giãn và không co giãn. Co giãn thì nếu mà cái cầu á mà không co giãn á, thì cô nói rồi đó, giá nó sẽ cao thì bạn tăng doanh thu, cho nên cái đường dấu huyền của bạn nó hay lên. Khi mà bạn kéo á, thì giá nó sẽ cao lên lên đúng không? Còn đối với lại cái cầu mà co giãn á, cái đường huyền dấu huyền của bạn á, nó sẽ nằm lài xuống. Thì khi mà như vậy thì các bạn thấy bạn cắt không, các bạn kéo bạn cắt cái đường giá, giá nó sẽ thấp hơn. Đó là cái mẹo để các bạn nhớ được những cái thay đổi á. Là đối với lại cầu không co giãn, người ta ghi là cầu không co giãn là tăng giá tăng doanh thu đúng không? Đó các bạn nhớ, bạn kéo lên giá nó tăng cao lên. Nhưng mà đối với lại cái trường hợp cầu co giãn, các bạn kéo lên đường giá đi thì nó sẽ bị thấp, thấp hơn so với lại cái cầu không co giãn. Thì khi bạn tăng doanh thu thì tăng 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 giá thì cái doanh thu của bạn nó sẽ bị ảnh hưởng. Rồi cái mức co giãn của cầu theo giá này nó phụ thuộc ở nhiều yếu tố, như là những yếu tố về kinh tế xã hội, còn phụ thuộc về y tế, tâm lý của con người nữa. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố về bên ngoài, lát nữa mình sẽ cùng tìm hiểu với nhau về yếu tố bên ngoài ha. Ở đây á, là ý nghĩa của cái hình này á, là nó sẽ đọc theo kiểu là tại cái mức giá B1 ví dụ là 5.000 đi, thì cái lượng cầu của khách hàng á, nó là được 50 người, nhưng ở cái mức giá B2 là 100.000 thì lượng cầu của khách hàng nó giảm đi, nó chỉ còn khoảng 20-30 người thôi. Thì đó kiểu là như vậy. Các bạn cái này là liên hệ với lại thực tế để các bạn đọc được cái biểu đồ, và các bạn hiểu được là cái hình thức còn tại sao cầu không co giãn và được áp dụng đối với lại những cái mặt hàng sản phẩm hàng hóa này. Hàng khó thay thế ở đây là về xăng dầu đó, hàng hóa thiết yếu ở đây là những cái sản phẩm mà bắt buộc khách hàng phải dùng ha. Rồi hàng hóa mà có sản phẩm thay thế là những cái hàng hóa mà hàng tiêu dùng, hàng tiêu dùng là những cái hàng cái có nhiều sự lựa chọn và được bày bán ở nhiều nơi. Rồi ý nghĩa là độ co giãn của cầu theo giá, cái này là cô ghi để các bạn hiểu thêm thôi nè. Một sản phẩm mà có cầu co giãn thì với một số khách hàng nhất định thôi, chứ nó không có phải là đối với lại tất cả khách hàng. Giống như kiểu là đối với lại khách hàng mà phân khúc tầm trung đi thì sự co giãn của cầu theo giá nó có ảnh hưởng, nhưng mà đối với lại khách hàng mà người ta dòng người ta giàu á, người ta có tiền nhiều á, thì cái mức thay đổi giá đó nó không có ảnh hưởng gì đến cái quyết định mua của người ta hết. Người ta vẫn cảm thấy là nó rẻ, giống như kiểu 100.000 cũng coi như 500.000 á, nó sẽ rất là bình thường. Còn đối tại vì người ta xài tiền triệu, tiền trăm triệu người ta quen rồi. Còn đối với lại người bình thường á, 50 với lại 500 thì nó sẽ khác nhau một trời vực luôn. Kiểu 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 là như vậy. Thì nó sẽ tùy theo cái đối tượng phân khúc khách hàng nó có yếu tố ảnh hưởng gì đến giá hay không. Rồi cái nghĩa tiếp theo của cầu theo giá, nó là một cái thông tin quan trọng giúp cho doanh nghiệp nắm được cái nhu cầu của thị trường, cũng như là cái yếu tố giúp cho khách hàng tiềm năng quyết định là có mua cái sản phẩm đó hay không. Rồi cái phần này mấy bạn cô đã cố tình cô bổ sung thêm cái ý nghĩa về cái việc kiểu cái mối liên hệ, cái liên quan giữa cầu theo giá ở các bạn có nắm hiểu rõ, nắm rõ về cái phần cái phần này chưa, về cái yếu tố rõ về cái yếu tố bên trong của doanh nghiệp chưa. Alo Lê Nguyễn, bạn có ý kiến gì không Lê Nguyễn?
Alo, Liên Nguyễn có tham gia học có tham gia học ở đây không ạ? Dạ có con, mà Ừ, vậy em có ý kiến, em có ý kiến gì đó cô. rồi cô hỏi đây, cô check kiểm tra xíu thôi, rồi cảm ơn bạn. Dạ. Rồi mình kết thúc cái phần mà cái yếu tố bên trong rồi đó. Bây giờ mình sẽ chuyển qua các cái yếu tố bên ngoài ha. Cái yếu tố bên ngoài nó ảnh hưởng đến cầu theo giá như thế nào, thì cái nhân tố bên ngoài đó, đầu tiên đó là về yếu tố tâm lý của khách hàng. Yếu tố tâm lý của khách hàng á là xuất hiện khi á, mà khách hàng chưa hiểu rõ thông tin về sản phẩm và người ta chưa có trải nghiệm, thật sự trải nghiệm sản phẩm đó, người ta chưa có hiểu sản phẩm đó, thì người ta sẽ có những cái tâm lý như thế nào. Giống như kiểu người kia người ta xài sản phẩm đó người ta kêu tốt, cái mình chưa có xài nhưng mà nói, không biết có tốt không bà ơi, hay là kiểu bà nghe nó dụ nữa, hay là kiểu bà thấy nó chế nó rẻ quá bà ham rẻ bà mua, kiểu 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 vậy á. Mình sẽ có những cái tâm lý cá nhân của mình, cái tâm lý chủ quan của mình đánh giá vào cái vào cái sản phẩm. Thì á cái và ngoài ra thì cái tâm lý khách hàng, tâm lý của mình nó giống như khi mà các bạn vào các bạn mua, các bạn có thấy một cái xu hướng ngộ không, do nhờ như vậy mà những cái nhãn hàng lớn á, nhãn hàng lớn người ta mới có thể bán được sản phẩm, đó là giá càng cao thì chất lượng càng cao. Đối với lại á, các bạn mua cái sản phẩm cũng là một cái đôi giày, cái cách thức làm ra cái đôi giày như nhau, nhưng mà đối với lại khi mà các bạn mua nó ở một cái cửa hàng bình thường, bình dân ở ngoài lề đường, hoặc là một cái cửa hàng trang trang trí rất là bình thường, không có thương hiệu gì hết, chỉ là buôn bán nhỏ lẻ thôi, thì khi mà người ta đưa cái giá khoảng 500 ngàn thì thấy nó cao. Nhưng mà đối với một cái cũng là cái đôi giày, nhưng mà khi mà các bạn vô hiệu cái store của mall nào đó, kiểu trong của Adidas, Nike này nọ, thì cái giá mà 500 ngàn các bạn thấy nó rất là rẻ. Đó là kiểu là do các bạn có tâm lý nhận thức về giá. Giá càng cao thì chất lượng càng cao, bạn nghĩ là những cái đó là nó tốt, thì cái hình ảnh của thương hiệu đó, nó mang lại cho cái giá trị của sản phẩm những cái mà tâm lý thỏa mãn được những cái tâm lý của khách hàng như vậy, cho nên nó mới bán được giá. Mặc dù là cái công thức làm hoặc là cái quy trình làm nó cũng như nhau thôi, nguyên liệu vật liệu giống nhau hết, nhưng mà cái tâm lý của bạn hài lòng về cái giá của sản phẩm nó sẽ khác nhau. Rồi cái tâm lý thứ hai á là kiểu là cái xu hướng hoài nghi về mức giá của doanh nghiệp so với lại chất lượng sản phẩm, thì cái này nó cũng xảy ra khi giống như nãy cô mới nói cái ví dụ á, thì xảy ra khi mà mình chưa có đủ thông tin về sản phẩm, mình chưa có xài đó, người ta xài nhưng mà mình chưa có thuyết phục, mình không có tin, hoặc có là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý là cái sự so sánh giá giữa các cái sản phẩm cùng loại và cái sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Cùng là một cái loại nước bán 10.000, 30.000 so với cái loại 50.000 của một cái hiệu, một cái sản phẩm cạnh tranh khác, thì các bạn thấy ok 30.000 nó hợp lý, nhưng mà khi mà có một cái chỉ có cái giá 10.000 với 30.000 thôi, thì các bạn thấy 30.000 nó mắc. Giống như cái đó là cái tâm lý để cho mọi người người ta đặt vô vậy đó. Người ta dụ bạn, giống như bạn đi spa đó, người ta hay dụ với bạn về những cái sản phẩm dùng kèm theo á, mặc dù á là nó biết là cái sản phẩm đó nó sẽ bán ít nha, nhưng mà nó vẫn nhập về nó để ở đó thôi, để cho nó có sự so sánh giá. Ví dụ nó nhập một cái hãng lớn và nó để đó, và một cái sản phẩm nội bộ của công ty của nó để ở đó, hai cái công dụng như nhau, nó ra nó chào với bạn là cái này làm trắng da chống lão hóa, nếu mà chị mua sản phẩm này thì cái giá này nó là 5 triệu gì đó, nhưng mà khi mà chị mua cái này nó là 3 triệu thôi, mà công dụng nó như nhau, bên em có liên kết với lại nên là được chiết khấu giá tốt, làm đại lý của cái sản phẩm này nên là giá nó rẻ hơn, với lại trải nghiệm khách hàng dùng thử thì ok hơn. Thì đó thì là tùy các bạn cân đối để bạn lựa chọn. Thì nó sẽ bán đa phần nó sẽ bán được cái ở cái mức giá 3 triệu cái sản phẩm của nó nhiều hơn, và nó để cái kia nó làm nền cho cái sản phẩm chính của nó thôi. Đó là một cái nó nắm bắt về tâm lý của khách hàng rồi.
Ngoài ra nó còn có yếu tố về giá tâm lý nữa. Giá tâm lý ở đây đó, mấy bạn có thấy là sale đồng giá 99k, 199k, 299k đúng không? Đó, cái lý do của sự xuất hiện số 99 đuôi là vậy đó, là người ta có cảm giác là 199 nó có rẻ hơn là 200, rồi 99 thì rẻ hơn là 100, giống như nó theo một đơn vị vậy đó. Ba số thì nó sẽ bự hơn là hai con số. Ở cái này là giá tâm lý chung của nhiều của mọi người rồi, thì nhờ những cái tâm lý này mà marketing nó mới hoạt động được. Rồi còn có những cái yếu tố về cạnh tranh và thị trường, thì nếu như mà thị trường cạnh tranh hoàn hảo á, vậy cạnh tranh hoàn hảo là sao? Có nghĩa là không có gì tác động, yếu tố tác động nào bên ngoài khác nào hết, chỉ có là kiểu là công ty A cạnh tranh với lại công ty B thôi. Thì các bạn muốn theo thị trường, các bạn phải bán theo giá của thị trường, đưa ra sản phẩm thị trường thì bạn phải bán theo cái giá đó. Nếu như mà thị trường cạnh tranh độc quyền á, là có một cái gọi là sự độc quyền và định giá, thì cái doanh nghiệp đó nó phải chấp nhận cái mức giá độc quyền của cái sản phẩm đó luôn. Vì nếu như mà doanh nghiệp định giá quá cao á, thì doanh nghiệp nó sẽ bị mất khách hàng, nhưng mà nếu mà định giá quá thấp á, thì sẽ bị thiệt hại. Thì cho nên là phải cái vai trò và cái nhiệm vụ quan trọng của nhà làm marketing là ở những cái thời điểm này nè. Thì cái thị trường độc quyền á, cô giải thích thêm cho mấy bạn á, bình thường á, nó sẽ là ở xuất hiện ở cái thị trường độc quyền nhà nước, thì là nó sẽ chịu sự quản lý giá của nhà nước. Và cái còn cái trường hợp nữa là doanh nghiệp độc quyền theo kiểu là không có bị điều tiết giá, là doanh nghiệp sẽ được tự định giá ở cái mức giá sao cho thị trường chấp nhận được. Ở đây á, là giống như hồi đó đi, các cái trường trường học á, là gọi là cái trường này trường công á, là theo nhà nước, là chịu là độc quyền nhà nước á, là chịu sự quản lý giá của nhà nước, là kê ra cái giá học phí là nhiêu đó, ví dụ giống như 5 triệu 10 triệu thôi. Còn bây giờ độc quyền theo kiểu là nó là tự chủ tài chính, không có bị điều tiết, không có bị chi phối bởi quản lý của nhà nước nữa, chỉ là báo cáo cho nhà nước hoặc cơ quan quản lý á, là vẫn thuộc nhà nước, nhưng mà báo cáo hoạt động cho nhà nước thôi, chứ nhà nước không có chi phối về cái chính sách về giá của cái trường học đó nữa. Cho nên là trường tự do, trường định giá, cái mức học phí nó cao hơn để mang lại lợi nhuận doanh thu cho trường nhiều hơn. Đồng thời á, thì đồng nghĩa với lại cái việc là trường cũng phải đầu tư trang thiết bị phòng lab, rồi máy móc, rồi phòng thư viện đạt chuẩn theo như những cái quy định. Thì trường nào mà càng đầu tư nhiều thì giá tiền thu lại, cái giá tiền mà học sinh phải trả cho những cái cơ sở vật chất đó nó sẽ càng cao, là điều đương nhiên ha. Rồi có thị trường độc quyền nhóm nữa, thì cái thị trường mà độc quyền nhóm á, là nó sẽ doanh nghiệp phải định giá tương đương với lại đối thủ cạnh tranh. Ở đây các bạn gỡ cái trang các bạn gỡ trang trang 42 á, cái phần cạnh tranh về thị trường đó, các bạn sẽ hiểu rõ hơn là nó sẽ có bốn cái cạnh tranh thị trường chia ra là thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền nhóm và thị trường độc quyền. Thì ở đây á, cô phân tích rõ ra từng cái loại cạnh tranh của thị trường cho mấy bạn. Thì đối với lại cái dạng thị trường độc quyền nhóm này, thì doanh nghiệp nó sẽ không được thỏa thuận lẫn nhau ở cái bất cứ một cái hình thức giá nào hết, và cái giá của doanh nghiệp định ra nó phải tương đương với giá của đối thủ cạnh tranh. Thì nếu mà doanh nghiệp tăng giá cao hơn so với lại giá đối thủ cạnh tranh á, thì đồng nghĩa với việc là mình mất khách hàng thôi. Còn nếu mà mình giảm giá thì mình sẽ có cái gọi là cái chiến tranh về giá, là đối thủ cạnh tranh lại giảm giá tiếp, hoặc là
lại phải kiểu là đưa ra những cái chiến lược khác, kèm dịch vụ kèm theo khác, để cho giữ lại được cái lượng khách hàng cho cái đối thủ cạnh tranh. Rồi ngoài ra á, còn bị cái chính sách chiến lược về giá nó còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về môi trường và kinh tế nữa. Thì các yếu tố môi trường và kinh tế giống như là lạm phát tăng đi, thì hiển nhiên các bạn phải cộng phần trăm về cái giá tiền lên. Ví dụ như hồi đó lương của bạn hồi điểm là cách đây 10 năm á, lương mười mấy triệu á là rất là cao và bạn sống thoải mái, nhưng mà bây giờ lương mà mười mấy triệu á là các bạn đủ xài thôi, các bạn đâu có đủ đâu. Bây giờ mà cầm 500 ngàn ra một ngày thôi nha, đi uống cà phê rồi xong rồi ăn, gọi là ăn bình thường chứ không được ăn sang nữa là muốn hết tiền rồi. Rửa xe bây giờ cũng 5 ngàn 10 ngàn, rồi uống một ly cà phê cũng gần 100 ngàn 60 ngàn rồi đó. Mấy bạn cộng tiền tiền như thế, bạn cầm 500 ngàn ra một ngày đó đâu có bao nhiêu tiền đâu. Mấy bạn xài kiểu là cái đó là tỷ lệ của lạm phát nó tăng rồi đó, thì bạn sẽ phải cộng phần trăm của lạm phát rồi cái giới lương của bạn cũng vậy. Nếu như mà ai mà để ý nha, khi mà mình đương lương á, mình đương lương theo cái thời điểm này á, lúc nào mình cũng lỗ hết trơn á, tại vì nó lạm phát quá. Mà cái mức lương á, nó tăng á, thì nó tăng bao nhiêu phần trăm nó đâu có chạy theo lạm phát được nhanh đâu, thì chỉ có người thì chỉ có mình lỗ thôi, và đang xét về cái mức độ mà theo thị trường như vậy á. Nhưng mà ai đâu có ai đủ thông thái, đâu có ai đủ thời gian rảnh rỗi để đi định giá lại cái mức lương cho bạn. Người ta không điêu cho bạn xuống để người ta được lợi nhiều hơn là thì thôi, chứ mắc gì người ta phải đi định giá cái mức lương đó cho mấy bạn, đúng không? Mấy bạn phải tự định giá chính mình thôi, thì tùy theo với cái giá trị, cái khả năng mấy bạn tạo ra cho cái việc nơi bạn làm để người ta thuyết phục người ta trả cho bạn cái mức lương mà bạn mong muốn. Rồi ngoài ra thì cái yếu tố về công nghệ nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Du nhập phải luôn luôn update máy móc đời máy, rồi mấy cái người mà làm công nghệ á, người ta cũng phải trải nghiệm sản phẩm mới nữa liên tục, người ta được trả tiền cao để người ta phải thử những cái sản phẩm đó, đi làm những cái việc mà ít người làm thì nó mới được trả những cái khối lượng tiền như vậy. Rồi các cái yếu tố bên ngoài khác nè, là đó như cô nói là nhà nước nó sẽ quản lý điều tiết cái về cái chính sách về giá của bạn, nhằm mục đích đó là để bảo vệ người doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng nha. Ở đây á, là nó sẽ đưa ra những cái can thiệp trực tiếp hoặc là gián tiếp để giúp điều tiết giá. Thì ở đây cái can thiệp trực tiếp á, là sao? Can thiệp trực tiếp á, là nhà nước sẽ đặt ra một cái mức giá trần, hay còn gọi là cái mức giá cao nhất mà doanh nghiệp được bán, giống như là cộng trên của giá vậy, cái giá cao nhất mà doanh nghiệp có thể bán vậy đó. Thì tương ứng với lại cái đó là bên bên trong của doanh nghiệp, rồi tương ứng với lại cái cộng trên đó, thì bên ngoài á nó sẽ có giá của nhà nước người ta áp xuống nữa. Thì giá đó là cái giá mức giá cao nhất, cái giá trần giá cao nhất của doanh nghiệp được bán á, thì nhờ có, thì nếu mà mình định giá thì mình cũng phải đưa ra cái giá nó cỡ xem vậy thôi. Ví dụ giống như 49 cộng 50 thôi, mình định giá cái sản phẩm của mình 50 ngàn. Nhiều khi cái luật, nhiều khi nhà nước quy định cái thị trường ngầm ở ngoài á, cái giá cao nhất có thể bán là cỡ 55 ngàn thôi. Rồi mấy cái chi phí phát sinh này nọ nữa cao nhất chỉ có cỡ 55 ngàn, ai tốt lắm nhưng giá được 60 ngàn là hết. Thì kiểu là bạn định giá vậy là bạn sẽ không có bị lỗ, bạn biết là mình mình định giá đúng rồi đó, là dựa vào cái mức giá trần mà nhà nước, mà xã hội người ta vô hình người ta đưa ra, và cái mức giá sàn là cái mức giá thấp nhất mà doanh nghiệp được mua, là cũng là yếu tố bên ngoài ha. Thì cái yếu tố bên trong á, là cận dưới của cái của giá của doanh nghiệp, của sản phẩm của doanh nghiệp, thì cận dưới sau khi cộng hết tất cả các chi phí, giá mà thấp nhất mà doanh nghiệp có thể bán là 10.000 của sản phẩm, là gọi là không lời không lỗ. Nếu mà bán được là quầy vốn thì ở ngoài mình so với lại cái mức giá thấp nhất mà của doanh nghiệp, để mình biết được đó là mình có bị định giá hố hay không, kiểu là như vậy.
Rồi ngoài ra, ngoài cái can thiệp trực tiếp của nhà nước đặt ra cái mức giá trần giá sàn như vậy á, thì nhà nước cũng có cái can thiệp gián tiếp. Cái can thiệp gián tiếp này á, là nó tác động vào cái cung cầu của hàng hóa á, giống như những cái việc mà đầu cơ tích trữ hay là cái gì, những cái đó là kiểu mang tố cá nhân là vi phạm thì sẽ bị phạt tù rồi nọ, rồi thì nhà nước cũng có những cái mà tác động đến cung cầu của hàng hóa luôn, giống như nhà nước của mình hay tác động đến nông nghiệp á, rồi để cho cái cố gắng làm sao đưa ra những cái chính sách để cho cái hỗ trợ cái thực phẩm xanh, sản phẩm xanh của nông nghiệp đó, nó được tạo được cái giá tốt hơn để cho cái đời sống của bà con nông dân nó được cải thiện hơn. Đó là những cái mảng cái tác động đến cung cầu của hàng hóa, tác động đến giá hơn. Rồi ngoài ra thì còn có những cái yếu tố bên ngoài khác, thì cái yếu tố bên ngoài đó chính là nãy giờ cô nói đó, được tóm tắt lại sao trong cái slide này, là nhà nước sẽ can thiệp trực tiếp hoặc là gián tiếp đưa ra những cái mức giá trần giá sàn hoặc là tác động đến cung cầu của hàng hóa. Rồi mình đi được một nửa bài đến cái phần định giá, cái bước định giá thì nó sẽ lát mình sẽ nói nhanh thôi, tại vì các bạn hiểu được đầu rồi đó, các bạn hiểu được cái yếu tố vô, yếu tố tâm lý cụ thể của khách hàng là cái gì, lát nữa các bạn vô lại định giá một sản phẩm đó, nó sẽ nhanh hơn. Còn bây giờ mình để giải lao một chút hơn, bây giờ là phần này thì khi mà các bạn hiểu được rõ những cái yếu tố, những cái mục tiêu ảnh hưởng đến mức là giá, thì các bạn học phần này rất là dễ, các bạn dễ hiểu lắm. Thì cái định giá của mình á, cái bước mà xác định định giá thì nó sẽ có bao gồm 6 bước, nhưng mà đầu tiên á, thì mình sẽ tìm hiểu về cái việc mà tại sao mình phải cần định giá, cái trường hợp nào cần phải định giá. Thì định giá được thực hiện khi mà đưa một cái sản phẩm mới ra thị trường, thì giống như các bạn liên hệ lại hồi nãy á, một cái sản phẩm mới ra thị trường mình định giá sao mà để đảm bảo thỏa mãn được các cái chi phí vận hành, chi phí nguyên liệu để tạo ra một cái sản phẩm, thỏa mãn được cái chi phí thuê nhân công, chi phí tổ chức bao bì đóng gói sản phẩm ha, rồi so với lại những yếu tố bên ngoài giống như là giá đối thủ cạnh tranh như thế nào, cân bằng yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong để đưa ra cái mức giá hợp lý đối với lại cái đối tượng phân khúc khách hàng mà các bạn hướng đến. Thì cái trường hợp là định giá sản phẩm mới hoặc là đưa một cái sản phẩm hiện hành vào một cái thị trường mới ha, có hai trường hợp để định giá. Thì các bạn lưu ý giùm cô hai cái trường hợp này á, tại sao lại được đưa ra để định giá, tại vì khi mà các bạn tiến đến một cái phân khúc thị trường mới, cái cách mà các bạn nhập vào cái thị trường đó thì cái yếu tố người ta quan tâm đến đầu tiên đó là về giá, giá sản phẩm phải hợp lý, người ta mới có những cái phát sinh khác là có quyết định mua hay không, có dùng thử hay không, có quan tâm tới hay không. Chứ nếu mà ví dụ giống như ở một cái mức độ mà người thu nhập trung bình đi, người ta không bao giờ người ta nghĩ đến cái việc là người ta phải trải nghiệm cái sản phẩm mà cao cấp hết, hoặc là người ta không có nhu cầu để dùng cái đó luôn, thì các bạn có đưa ra cái giá, bất kỳ cái giá nào có hợp lý hay không hợp lý gì đối với người ta nó cũng là không có khả thi ha. Thì đó nên là cái việc định giá sẽ phải phù hợp với lại từng cái đối tượng và từng cái thị trường. Thì khi mà đưa vào sản phẩm thị trường mới thì bạn phải cần định giá một cái sản phẩm mới đưa vào thị trường bất kỳ cũng phải cần giá. Đây là 6 bước xác định của cái quá trình định giá, và mình sẽ đi cụ thể nội dung của từng bước. Là xác định bước 1 đó là xác định mục tiêu định giá, là các cái mục tiêu giống như hồi nãy cô trình bày á, là mục tiêu marketing của mình á, là định giá theo lợi nhuận, tạo lợi nhuận tối ưu, quan tâm đến lợi nhuận, hay định giá theo là mục tiêu tạo thị phần, hay là định giá theo cái kiểu mà doanh nghiệp người ta tồn tại thôi.
Người ta không có hoặc là định giá theo cái đối thủ cạnh tranh. Đó là những cái mục tiêu ban đầu hồi nãy mình đưa ra, mình đáp vào trong này ở bước 1. Rồi, cái bước 2, xác định cầu của thị trường mục tiêu. Đó là những cái mà cô giới thiệu về cái hệ số co giãn của thị trường á. Hệ số co giãn cầu của thị trường theo giá đó, thì khi mà mình hiểu được cái hệ số co giãn này rồi á, thì mình sẽ đưa ra cái định giá tốt hơn, cầu khi nào, trường hợp nào cầu không co giãn, trường hợp nào cầu co giãn, và xem lại sản phẩm của mình nằm ở nhóm sản phẩm nào, nó có lại phải là sản phẩm thiết yếu hay không, có phải là sản phẩm độc quyền hay không, để mình biết được là cái ngưỡng dao động giá của mình nó như thế nào là khách hàng vẫn có thể chấp nhận được. Đó là những cái hồi nãy mình cô phân tích về cái cầu của thị trường theo giá. Rồi cái bước 3, xác định chi phí cho một đơn vị sản phẩm. Bước này mình cũng làm rồi luôn. Hồi nãy có bạn giống như nãy kỳ bạn Anh có chia sẻ đó, tất cả các chi phí nào có thể mà đều chia đều ra phần trăm hết để cấu thành nên tạo một đơn vị sản phẩm. Này cô lặp đi lặp lại nhiều lần rồi để cho các bạn nhớ, phải tạo cái phản xạ nhớ trong bài hơn. Thì mình sẽ có một cái sản phẩm bao gồm từ các nguyên vật liệu để làm cái sản phẩm đó, hệ thống vận hành sản phẩm đó, các bao bì đóng gói sản phẩm đó cũng tính vô luôn, rồi tính vô cái yếu tố phân phối quảng cáo, chi phí vận chuyển, chi phí làm marketing bao nhiêu, rồi chi phí lưu kho bao nhiêu, tính cái giá tiền lưu kho luôn, giá tiền vận chuyển cho một cái đơn vị sản phẩm hết luôn, mình tính vào hết. Rồi mình sẽ đưa ra cái mức giá, rồi mình so sánh cái mức giá đó với lại cái mức giá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường, hoặc là so sánh với lại cái ngưỡng chấp nhận chung của cái đối tượng khách hàng của mình và cái thị trên cái thị trường mục tiêu của mình để mình quyết định giá. Rồi bước 4, phân tích chi phí, giá cả và sản phẩm cạnh tranh. Thì cái này mình cũng phân tích rồi luôn, phân tích chi phí giá cả là mấy cái mà phân tích về cái cận dưới cận trên của giá, cái chi phí giá cả, rồi cái giá của sản phẩm cạnh tranh như thế nào, mình so sánh ra sao, và cụ thể nó sẽ có từng trường hợp là mình phải quyết định coi á, là nếu như mà cái sản phẩm cạnh tranh nó có giá ví dụ giống như là 10.000 đi, thì á, cái sản phẩm của mình sau khi mà mình so sánh xét về cái tất cả các mặt, về vị trí địa lý, về cái chất lượng của sản phẩm, về ưu thế của sản phẩm, ưu thế của công ty, đối tượng khách hàng, thì mình quyết định là mình đưa ra cái mức giá cao hơn giá của đối thủ cạnh tranh hiện có, hoặc là thấp hơn hay là tương đương với giá của đối thủ cạnh tranh. Rồi cái bước 5, chọn phương pháp định giá. Cái bước chọn phương pháp định giá này á, thì mình sẽ cũng phải là định giá theo theo thị trường, linh động theo thị trường ha. Là cái ví dụ giống như giá của thị trường có lạm phát hay không, cái yếu tố cái giá, cái đối thủ cạnh tranh của mình, người ta có cái chiến lược gì khác hay không, người ta có bước chuyển mình gì mới hay không, là mình phải đi theo theo thị trường, linh động theo thị trường. Và cuối cùng á, thì rồi mình mới chốt lại là mình chọn cái giá cuối cùng, mình chọn cái mức giá cuối cùng á, là dựa vào xét thêm các yếu tố về tâm lý khách hàng nữa. Cái yếu tố hồi nãy mình xem á, yếu tố tâm lý, về giá tâm lý nè, về cái sự so sánh giá của sản phẩm nè, rồi về cái sự nghi ngờ về thông tin chất lượng sản phẩm của khách hàng á, ví dụ giá càng cao chất lượng càng cao, hay là kiểu tâm lý khách hàng khi mà người ta chưa có biết về sản phẩm này như thế nào á, để cho mình định giá, mình lựa chọn cái mức giá cuối cùng. Nói chung là nó sẽ phụ thuộc lẫn nhau, cấu thành bởi nhiều yếu tố. Tổng hợp sáu cái bước này xong rồi mình mới ra được một cái quyết định giá cuối cùng. Rồi là cô đã nói sơ ra qua những cái yếu tố, những cái keyword, những cái mà chính, những cái cốt lõi của từng bước rồi đó. Thì bây giờ mời mấy bạn đọc qua, coi qua slide cụ thể của từng bước ha. Cái này cái khi mà bạn nhớ được những cái này á, các bạn sẽ đỡ rối hơn.
ở bạn đi vào trong từng bước đó, các bạn hiểu được cái cốt lõi rồi á, thì các bạn đỡ bị đố vấn đề hơn. Đây, đây là bước 1. Bước 1 đầu tiên là xác định mục tiêu định giá, thì nó sẽ phải đi từ mục tiêu chung của doanh nghiệp và nó cần phải phối hợp sự phối hợp chặt chẽ giữa các chiến lược marketing, các yếu tố biến khác trong cái marketing mix như là chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến sản phẩm. Rồi mục tiêu mà càng rõ ràng á thì càng dễ xác định giá của sản phẩm. Những cái này là các bạn hệ thống lại thôi, chứ còn hồi nãy giờ là cô đã nói những cái cốt lõi ra rồi. Thì những cái chiến lược định giá của sản phẩm á, nó bao gồm có mục tiêu, định hướng theo lợi nhuận, định hướng bán hàng, định hướng tồn tại, dẫn đầu về chất lượng, giống như hồi nãy bốn cái mục tiêu mà mình nói không. Đó là các bạn coi lại ha, mục tiêu định hướng lợi nhuận là tối đa hóa lợi nhuận, là mình sẽ phải định giá bán. Rồi mục tiêu dẫn đầu về chất lượng đi, thì mình phải duy trì định giá một cái mức giá nào đó để đảm bảo là đảm bảo là thỏa mãn về cái mặt mà mình thu hồi về cái mặt vốn mà đã đầu tư cho chi phí máy móc thôi. Rồi mục tiêu tồn tại là mình định giá thấp nhất có thể để mình tồn tại trong này. Đó là những cái mà những cái chính, những cái cốt lõi mình đã học trước rồi. Mình vào đây là mình chỉ có áp vô thôi, áp vô thôi ha. Rồi mục tiêu định hướng bán hàng cũng vậy luôn, là cái mục tiêu mà chọn ra cái phân khúc thị trường á, phân khúc thị trường nào thì là bán cho cái đối tượng khách hàng nào, thì mình sẽ định giá theo cái thị phần của cái phân khúc thị trường đó. Rồi cái bước 2, xác định cầu của thị trường mục tiêu. Cầu này là theo hệ số co giãn của cầu theo giá ha, tương ứng với một mức cầu nhất định thì sẽ của thị trường mục tiêu thì sẽ có cái mức giá mức định ấn định. Ở đây á, thì cô nói sâu hơn về cái chi phí cho một cái đơn vị sản phẩm. Nó sẽ bao gồm cái chi phí cố định và chi phí biến đổi. Thì những cái chi phí nào là chi phí cố định? Cái chi phí ví dụ giống như là nguyên vật liệu sản phẩm nè, rồi những cái chi phí về bao bì sản phẩm, rồi chi phí về bên đầu tư, về chi phí về những cái phòng, những cái tổ chức để hoạt động cho cái vận hành cái sản phẩm này. Những cái chi phí biến đổi là những cái chi phí mà chạy theo thị trường á, mình phải quảng cáo rầm rộ hay là quảng cáo chọn lọc, rồi mình sẽ phải vận chuyển. Cái chi phí này nó thay đổi theo vận chuyển là cái nhà cung cấp, nhà phân phối của mình ở cái cự ly khoảng cách bao nhiêu, mình chọn cái nhà phân phối vận chuyển như thế nào. Đó là những cái chi phí biến đổi. Rồi tiếp theo là nếu như mà công ty ở đây công ty cái ý là các bạn cần hiểu là công ty càng có kinh nghiệm thì chi phí đơn vị càng giảm. Các bạn có hiểu tại sao không? Các bạn giải thích cùng cô cái ý là công ty càng có kinh nghiệm, chi phí đơn vị càng giảm. Ở đây là như thế nào? Cẩm Vy. Trần Cẩm Vy có đâu mà. Rồi em bạn mời bạn giải thích giùm cô cái ý là trong cái việc mà xác định chi phí cho một sản phẩm đó, khi mà công ty càng có kinh nghiệm thì chi phí đơn vị càng giảm nó như thế nào? Mấy cái ý này là hồi nãy giờ cô có nói ở cái phần trước đó, khi mà mình bước vào định giá là mình sẽ đã hiểu được những cái công cụ, những cái ý cơ bản rồi, mình chỉ cần liên kết lại với nhau thôi là mình sẽ hiểu ra vấn đề. Mời bạn giải thích cho cô mấy bạn hiểu được cái ý là về công ty càng có kinh nghiệm, chi phí đơn vị càng giảm là như thế nào. Cẩm Vy ơi, bạn có giải thích được không ạ? Rồi một góc nhìn của bạn
Về cái khía cạnh này là cũng đúng rồi ha. Bạn Vi phát biểu á là công ty mà có kinh nghiệm á thì sẽ tránh được những cái chi phí phát sinh. Thì ở đây á là những cụ thể ở đây á là những cái chi phí phát sinh về rủi ro, về ví dụ giống như kinh nghiệm mà tạo ra cái sản phẩm đó. Ví dụ các bạn sản xuất những cái mặt hàng ví dụ bánh kẹo này nọ đó, khi mà bạn có kinh nghiệm về cái công thức đó, sau nhiều lần các bạn thử nghiệm á thì các bạn sẽ không có bị sai nữa, cái độ mịn sánh của sản phẩm đó, nó được đảm bảo, nó không có bị kiểu là không có bị thay đổi theo từng cái đợt lô sản xuất. Thì cái đó nó cũng là giúp giảm cái chi phí đơn vị. Tại vì một cái lô mẻ mà nó bị sai sai công thức, nó bị lệch công thức, nó sẽ không có ra đúng như cái yêu cầu chất lượng của sản phẩm mong muốn đã đề ra, thì cái đó cũng có thể là làm cho bạn ảnh hưởng về bên chi phí, ảnh hưởng về cái mức tiêu thụ. Rồi Nguyễn Ngọc 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 Ngon Nguyễn, giờ ta phát biểu mà bạn nói ạ. Thưa cô, theo mình thì chi phí đơn vị giảm nếu mà công ty càng có kinh nghiệm, có nghĩa là năng suất của công nhân đơn vị sản xuất nó sẽ tăng cao hơn là những cái đơn vị chưa có kinh nghiệm. Thứ hai nữa là công ty có kinh nghiệm thì công ty sẽ những cái chiết khấu về những cái chi phí về chi phí sản phẩm cố định nó sẽ giảm đi. Và cái thứ ba là công ty có kinh nghiệm thì sẽ dự đoán để được những cái chi phí phát sinh hay những dự trù, những rủi ro hơn những công Dạ ty chưa có rồi, kinh nghiệm. dạ rồi, em cảm ơn em cảm ơn chị. Chị trả lời cái ý khai thác thêm cái ý nó rất là hữu ích ha. Thì đó là về bên mảng, nếu mà công ty mà có kinh nghiệm đó, thì năng suất của công nhân đó, nó sẽ cao hơn. Tại vì đúng là như vậy. Nếu mà mình phân tích sâu hơn á, tại vì khi mà công ty có kinh nghiệm là người ta đã sản xuất được hàng loạt nhiều rồi, công nhân của người ta được training, cái đội ngũ nhân viên của người ta làm việc theo cái quy chuẩn rồi, thì cái rủi ro mà bị sai sót và cái năng suất làm việc á, theo một cái trình tự á, của người ta được thống nhất rồi, người ta làm việc quen với công việc, quen với tính chất công việc rồi á, thì nó vô cái guồng máy hoạt động rồi, thì nó sẽ đỡ những cái rủi ro, giảm được chi phí cả về mặt thời gian, cả về mặt tiền bạc luôn. Bị sai số ít đi rồi, cái chất lượng năng suất công việc đó, nó được đảm bảo hơn, nó không có bị mất ổn định. Rồi ngoài ra chị còn nói về bên cái yếu tố là bên bên sản phẩm đúng không, cái chi phí cố định của bên sản phẩm đó, nó sẽ được 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 giảm xuống. Thì đúng rồi, các bạn sản xuất hàng loạt đó, các bạn sản xuất càng nhiều á, các bạn mua nguồn nguyên liệu có được, bạn được giảm giá, thì cái chi phí cốt lõi, chi phí gốc của các bạn đó, nó sẽ được giảm xuống khi mà các bạn sản xuất số lượng lớn. Mà trong khi đó các bạn định giá là các bạn định giá cho mỗi đơn vị sản phẩm, các bạn thì các bạn lời ra là lời cái phần mà các bạn sản xuất nhiều á, sản xuất càng nhiều á thì cái số thì cái chi phí mà đơn vị của bạn nó càng giảm, thì như vậy thì cái lợi nhuận của bạn nó càng tăng. Rồi cảm ơn chị Ngon Nguyễn nha, chị đóng góp một cái ý nó rất là sâu luôn. Thì nhờ những cái đó thì cũng là mới biết là mấy bạn tương tác với cô vậy, cô rất là cảm ơn, là để cho các bạn cái dấu hiệu thể hiện là mấy bạn có hiểu bài, hiểu được là liên hệ với lại thực tế nó như thế nào á. Rồi có chị Lê Thị Chi, chị có góp ý một cái ý đó là ít sản phẩm lỗi và số đơn vị thành phẩm trong một đơn vị thời gian nhiều, đó là liên quan tới về kinh nghiệm sản xuất ha. Giống như nãy giờ có liên quan tới yếu tố về công nhân, thì công nhân được training kỹ, làm việc thao tác người ta quen tay á, người ta làm nhanh hơn, thì cái sản phẩm lỗi, cái rủi ro mà hư sản phẩm, hư hao á, nó sẽ ít đi. Rồi rồi cái tiết kiệm được cái thời gian. Rồi cảm ơn mấy anh chị đã góp ý, đóng góp cho bài ha. Rồi mình phân tích thêm nữa của anh Thuận Phan, là anh có đưa ra bốn ý, đó là
công ty có kinh nghiệm thì sẽ tính được giá vốn tối ưu hơn. Cái này hoàn toàn đúng luôn. Bạn làm mặt ngành nghề nào cũng vậy thôi, khi nào bạn có kinh nghiệm, bạn có cái cảm giác, bạn có độ nhạy đối với lại cái thị trường đó, tự nhiên bạn sẽ có một cái ứng biến linh hoạt đối với lại cái mặt hàng đó. Ví dụ giống như bạn mà chuyên làm bên ngành thực phẩm nha, ngành thực phẩm ăn liền đi, mà bạn đi qua bạn làm kinh doanh bất động sản, nó sẽ bị sai liền, kiểu là bạn vẫn sẽ có thể làm được, bạn có thể thích nghi được, nhưng mà bạn cần thời gian để cho bạn tập cái độ phản xạ, bạn tập cái độ nhạy đối với thị trường. Rồi thì nhờ cái có kinh nghiệm đó đó thì mình sẽ có được mối quan hệ tốt hơn trong cái ngành nghề mình hoạt động, thì đồng nghĩa với việc đó là mình sẽ có cơ hội tìm được những cái nhà cung cấp giá rẻ mà chất lượng tốt, hoặc là nhờ những cái mối quan hệ tốt của mình đó, người ta sẽ kiểu là gọi là mang tính chất là hợp tác lâu dài với mình, rồi nhờ sự uy tín của mình, người ta cũng có thể để giá cho mình một cái mức giá là gọi là mức giá ưu đãi, để cho mình có thể được đảm bảo được cái chi phí lợi nhuận tốt nhất. Rồi anh Thuận cũng có đóng góp là thêm nữa là nếu như mà có kinh nghiệm á, thì cái việc mà nghiên cứu thị trường á, xác định được phân khúc khách hàng của công ty á, nó tốt hơn thì giúp cho cái phần định giá chi phí sản phẩm á, nó được tốt hơn nè, rồi mình có thể xác định được cái mức lợi nhuận mà công ty cần luôn. Là đúng luôn, là các bạn coi theo cái biên độ dao động của một cái sản phẩm mà nó đưa ra cái thị trường, nó có được chấp nhận hay không á, là rồi các bạn tính được cái thời gian khoảng nào, cái thời gian nào bạn thu hồi vốn về, định định kiểu là bạn định định tính được thôi, chứ không có cần phải định lượng chính xác, nhưng mà các bạn định tính nó đi đúng hướng như vậy á, là những người mà người ta có kinh nghiệm để người ta làm cái vấn đề này rồi. Ngoài ra còn á, anh Thuận còn nói thêm á, là đặt giá bán lẻ và bán sỉ hợp lý tạo ra lợi nhuận cao, cho hoàn toàn chính xác luôn. Là khi gọi là các bạn điều giá với những cái nhà phân phối á, mặc dù á, là các bạn định giá cho một đơn vị sản phẩm nó fix như vậy, nhưng mà các bạn sẽ linh hoạt theo từng trường hợp, khi mà nhà phân phối người ta đảm bảo cho bạn đơn hàng, nguồn hàng, người ta tiêu thụ cho bạn á, khu vực đó đảm bảo là trong 1 tháng doanh thu của bạn tăng gấp đôi, thì bạn cũng sẽ có thể những cái chiết khấu cho người ta hợp lý, để mình lấy cái số lượng mình bù qua cái phần doanh thu đó. Cái số lượng càng nhiều thì doanh thu trên mỗi cái đơn vị sản phẩm đó, mặc dù ít nhưng mà nó sẽ tăng rất là nhiều. Rồi cảm ơn những cái phát biểu của anh chị nha. Mấy anh chị cuối tuần rồi, nhưng mà mấy anh chị vẫn chịu khó ngồi đây để tương tác với cô, thì cô rất là cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Rồi tiếp theo mình sẽ qua cái phần bước 4 ở đây là phân tích chi phí, giá cả và sản phẩm cạnh tranh, thì mình cũng đã làm rồi luôn. Mình chỉ có cái này là mình chỉ có coi mình chỉ có hệ thống lại những cái điểm chính của bài cần phải làm thôi, đó là mình phải tìm hiểu giá của các sản phẩm cạnh tranh để làm căn cứ xác định giá bán cho cái sản phẩm bên mình, là cái giống như nãy cô nói đó, là mình cần phải xác định là để mình đưa ra cái giá là cao hơn cái giá của đối thủ cạnh tranh, hay là tương đương, hoặc là thấp hơn cái giá của đối thủ cạnh tranh, và dựa vào cái giá đối thủ cạnh tranh mình hiểu được đối thủ cạnh tranh, mình hiểu được sản phẩm của mình có điểm mạnh điểm yếu gì, để tự tin mình đưa ra một cái mức giá hợp lý và thông qua cái chất lượng sản phẩm của bên mình. Thì cái này cũng mình cũng phải xem xét yếu tố bên ngoài nữa. Yếu tố bên ngoài là dựa vào những cái giá cận trên cận dưới á, cái giá mà giá mức trần với mức sàn á, để mình đưa ra một cái hợp lý, nó kết hợp với nhau, nó liên quan với nhau hết, nó liên với nhau hài hòa. Các bạn nếu như nói chung là các bạn là một cái người có kinh nghiệm và có một cái tầm nhìn tốt, một cái tầm nhìn bao quát á, các bạn biết phối trộn hài hòa với nhau, giống như một cái người nấu ăn ngon đó, người ta biết nêm nếm, cũng là muối tiêu đường bột ngọt, cũng là những cái công cụ đó, nhưng mà người ta nêm nếm nó hài hòa với nhau thì món ăn người ta sẽ ngon. Thì các bạn cũng vậy, các bạn nhiều cái yếu tố được cấu thành giá,
Nhưng mà các bạn biết nhìn ra, các bạn biết cân đo đong đếm, định định tính, định lượng được cái giá sản phẩm của bạn ở mức độ nào, thì các bạn sẽ thu về được cái lợi nhuận và doanh thu nó cao ha. Rồi cái phương pháp đó mà để tìm hiểu cái sản phẩm cạnh tranh này nè, ý là mình sẽ biết là mình cần phải tìm hiểu cái sản phẩm cạnh tranh rồi để mình đưa ra cái mức giá, nhưng mà cái phương pháp để mình tìm hiểu là phương pháp gì, đúng không? Thì nó sẽ có ba cái phương pháp tìm hiểu sản phẩm cạnh tranh, đó là cử nhân viên đóng vai khách hàng bí mật đến mua sản phẩm, phỏng vấn khách hàng của đối thủ cạnh tranh, điều tra công nghệ bí quyết của đối thủ. Giống như các bạn không biết hồi đó mấy bạn có đi, hồi đó cô có một lần cô được đi tham quan nhà máy Coca-Cola á, thì nó sẽ có tất cả các khâu khác đó, các khâu, tại vì nó là dây chuyền khép kín mà, rồi hồi đó nó là cũng là hiện đại rồi, gọi là dây chuyền mà tự động hóa hết rồi, thì người nó chỉ có can thiệp vào những cái gọi là một cái khâu dây chuyền bự vậy, chỉ có một người đứng, người ta kiểm soát, rồi lỡ máy móc có hư hay là nó bị trục trặc cái gì đó, người ta can thiệp, người ta sửa máy để cho đảm bảo cái tiến độ sản xuất thôi, chứ còn nó không có can thiệp vào những cái thao tác làm, tất cả là máy làm hết. Thì mình sẽ được tham quan hết tất cả các khâu, từ khâu xúc chai, đũa chai, rồi khâu đóng gói này nọ hết luôn. Nhưng mà riêng có một cái phòng người ta dán kính hết luôn, nó nằm ở trên tầng trên trên cùng á, nó là cái phòng về bên cái giữ cái công thức mà để điều chế sản phẩm á. Thì mặc dù nó không có công thức ở đó, nó chỉ là một cái phòng thôi, nhưng mà cái phòng đó người ta nói ở trong đó là nó có con mắt thần. Mà nói chung là nghe thôi, không biết người ta có bị cường điệu hóa lên để cho thu hút được cái hình ảnh của công ty hay không, nhưng mà người ta nói là ở đó, trong đó nó có cái con mắt thần. Thì ngoài cái việc đó mà bạn có được cái công cụ, có được cái công thức để làm đó, thì cái con mắt thần đó nó sẽ kiểm soát được, giám sát được cho bạn là cái chất lượng cái sản phẩm đạt tốt nhất. Nhưng mà cô không hiểu là cái tính chất nó như thế nào, nhưng mà giống như là kiểu là mỗi công ty nó sẽ có một bí quyết riêng đối với lại cái sản phẩm của nó. Thì những cái của mình đó là mình hiểu được công ty mình thâm nhập được vô ở cái mức độ nào để mình tìm hiểu được, ví dụ giống như mình biết được danh mục sản phẩm của công ty, danh mục thuốc của sản phẩm công ty nó bao gồm có bao nhiêu thuốc đó, nhưng mà mình chưa biết được giá, bắt đầu mình phải đóng giả vai khách hàng để mình đóng giả là người bán, người phân phối, để mình lấy được cái giá phân phối cho sản phẩm, từ đó mình suy ngược ra cái giá gốc mà của công ty nó có được. Đó là một cái cách ha, hoặc là mình phỏng vấn đối thủ cạnh tranh đó, thông qua cái việc mà khách hàng người ta mua hàng ở đó, mình phỏng vấn, mình hỏi là dịch vụ này có tốt không, anh chị có hài lòng, nhưng để mình rút ra điểm mạnh điểm yếu của cái đối thủ cạnh tranh. Rồi cái này là cái bước mà nãy cô nói nè, khi mà mình có những cái tìm hiểu được giá, so sánh giá với đối thủ cạnh tranh rồi á, thì mình đưa ra những cái quyết định về đặt giá, là mình có thể đặt giá cao hơn, hoặc là giá cái này là, xin lỗi các bạn, cái slide này các bạn cô sẽ sửa lại nha, cái này là đặt giá tương đương nha, đặt giá bằng với lại cái giá của đối thủ cạnh tranh, hoặc là đặt giá cao hơn so với lại giá của đối thủ cạnh tranh, và đặt giá thấp hơn so với giá của đối thủ cạnh tranh. Cái này đang xét mang lấy cái yếu tố về chất lượng sản phẩm ra để xét. Ngoài ra thì các bạn có thể xét yếu tố về bên cái khách hàng tiềm năng, cái số lượng khách hàng. Nói chung là tùy vào những cái mấu chốt của bạn muốn hướng đến, bạn muốn hướng đến thị phần, thì các bạn thấy là thị phần của mình bên này của mình nhiều nè, mình tự tin nè, rồi sản phẩm của mình cũng tương đương với nó nè, mình sẽ mạnh dạn mình đưa ra giá tương đương hoặc giá cao hơn, hoặc là mình muốn lấy được, lấy nút luôn chặn cái thị phần của nó, mình đưa mạnh tay, mình đưa ra giá thấp hơn. Và mà cũng cái đó đồng nghĩa với việc đó là cái biên độ mà ngưỡng chịu đựng của mình, cái mức chịu đựng cái rủi ro của mình nó phải cao nha. Lỡ ví dụ như bạn đưa ra vậy mà bạn doanh thu của bạn không có đủ, không có được tái tái doanh thu á, trong khoảng thời gian đủ là 3 tháng 5 tháng để các bạn tái đầu tư sản xuất, các bạn phải đi vay ngược lại nữa,
thì các bạn phải bị chịu cái chi phí về bên lãi vay nữa, thì nó lại bị phát sinh ra thêm. Nên là các bạn phải biết cân đối giữa, hài hòa giữa những cái yếu tố nào các bạn chọn lên bàn cân để mấy bạn so sánh với lại đối thủ cạnh tranh. Rồi, tiếp theo là bước 5. Cái bước 5 này á, là chọn phương pháp định giá. Cái này nó hơi bị kiểu rối rối á, thì mấy bạn coi ở trong cái sách sách ở trang 46 á, hình 3.2, nó là cái phương pháp định giá, thì chính đó nó sẽ có phương pháp định giá theo chi phí, định giá theo khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và định giá theo thị trường. Rồi mình sẽ đi từng cái định giá, định giá dựa vào chi phí, thì nó sẽ có hai cái phương pháp chính, đó là bằng cách là cộng lãi vào cái chi phí bình quân. Hồi nãy á, mình đã biết cái yếu tố cấu thành của cái chi phí bình quân là bao gồm có cái chi phí cố định và chi phí biến đổi, đúng không? Rồi xong rồi sau đó mình phải ngoài ra mình phải cộng cái lãi vào cái chi phí cái chi phí bình quân nữa, hoặc là mình định giá theo cái lợi nhuận mục tiêu ha. Rồi cụ thể ở đây á, nếu như mình định giá theo cái cộng lại, bằng cách cộng lãi và cái chi phí bình quân á, thì mình sẽ đưa ra được cái giá dự kiến, là ví dụ giống như chi phí bình quân cho một đơn vị sản phẩm mình đưa ra là sau khi là mình đã cân nhắc cái yếu tố nội tại ở trong công ty của mình á, cái yếu tố về chi phí cố định với chi phí biến đổi á, thì đưa ra một cái giá sản phẩm nhất định, nhưng mà đó vẫn chưa là cái giá cuối cùng. Mình cộng thêm cái lãi vào cái chi phí bình quân nữa, cái lãi dự kiến chi phí bình quân nữa, có thể là 3%, 5% tùy vào cái mặt hàng, mình sẽ đưa ra cái giá dự kiến. Cái lãi dự kiến này á là cái mà giúp cho công ty đạt cái lợi nhuận doanh thu tốt 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 hay không á, tại vì lỡ như rủi ro mấy bạn phải chịu á, cái biên độ dao động nó lớn quá, thì còn có cái lãi dự kiến này á, nó giúp cho công ty nó duy trì được. Thì các nhà buôn bán á, thường sử dụng theo cái kiểu định giá này ha. Thì nếu như mà cái đối thủ cạnh tranh áp dụng cái phương pháp này á, thì cạnh tranh về giá sẽ giảm bớt đáng kể luôn, tại vì mình định giá theo cái kiểu mà yếu tố nội tại xong mình cộng phần trăm vô, nó cố định, nó fix quá rồi. Giống như người ta chỉ cần mình chỉ cần đưa ra sản phẩm, mình không có cần xem xét cái đối thủ như thế nào hết. Sản phẩm của mình làm ra cỡ 10.000 là vốn, rồi mình cộng hết mấy cái chi phí mình muốn, chi phí biến đổi kiểu là mình gọi điện thoại, mình mời khách hàng, hay là mình gửi tin nhắn với khách hàng, cộng hết mấy chi phí đó vô, rồi lưu kho mình, cái tiền máy lạnh, mình bảo quản sản phẩm, cộng vô hết luôn lên cỡ 16.500. Lãi dự kiến của mình muốn lời bao nhiêu, mình muốn lời 4,5 3,5 gì đó, để lên khoảng 20.000 sản phẩm, thì đưa ra cái giá dự kiến luôn ha. Thì những cái công ty khác nó, nếu mà nó làm vậy thì mạnh ai nấy làm thôi, thì nó sẽ giảm cái cạnh tranh về giá đáng kể luôn. Rồi nếu trường hợp này á, nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm. Thì ưu điểm là nó đơn giản dễ tính toán, đúng không, quá căn bản luôn, ai cũng có thể làm được hết, ai cũng có cái công thức rất là không có gì bí truyền hết á. Thực tế rất là công khai minh bạch luôn. Rồi công bằng đối với người mua và người bán, giá cả ổn định không lên không xuống thất thường, trừ khi nào có trường hợp là kiểu mà lạm phát, giống như kiểu là hoặc là chiến tranh nó làm cho cắt đứt nguồn nguyên liệu, hoặc là giá dầu giá xăng nó bị tăng vọt lên, nó ảnh hưởng lớn đến cái sản xuất đó. Thì một đó là doanh nghiệp phải ngưng tạm ngưng một thời gian, ngưng sản xuất một thời gian. Hai á, là doanh nghiệp phải tăng giá, thì là cái đó lựa chọn của doanh nghiệp. Nhưng mà cái này á, do là nó kiểu là nó dễ thực hiện quá và nó theo nguyên tắc quá, nó cứng nhắc quá, thì cái định giá của mình nó không có được linh hoạt ha. Thì đó là cái nhược điểm của nó. Và cái việc khắc phục á, là sẽ doanh nghiệp sẽ chọn mức lợi nhuận linh hoạt tùy thuộc vào cái tình hình cạnh tranh và tùy thuộc vào cái cung cầu thị trường. Thì do là nó bị cứng nhắc quá, cho nên là cái phần mà cái phần mà lãi dự kiến á, mình sẽ phải linh hoạt bằng cách đối với đối tượng khách hàng là ở mức tầm trung,
ừ mình lời thấp thôi, tại vì người ta nếu mà mình lời cao quá mình bỏ vào mình, người ta thấy cái giá nó cao quá người ta sẽ không có đồng ý mua. Rồi đối với lại khách hàng cao mình mạnh tay mình được quyền cho cái giá lời cao hơn để bù lại cho cái đối tượng khách hàng thấp, tại vì mình cũng muốn tạo cái độ phủ cho khách hàng mà, hoặc là mình đưa ra những cái dòng sản phẩm cái này y chang như vậy luôn mà dòng cao cấp hơn xíu, mình đổi mẫu mã bao bì một xíu làm cho kiểu là khách hàng cảm thấy là người ta được được quan tâm hơn, được cảm thấy là người ta quyền lực, người ta có địa vị hơn khi mà sử dụng sản phẩm của mình á. Thì đó là những cái mà mình linh hoạt trong cái việc mà định giá. Rồi cái định giá theo lợi nhuận mục tiêu á thì mình sẽ có vẫn là dựa vào cái chi phí đơn vị nhưng mà không cộng với lại cái chi phí lãi dự kiến nữa, mà mình sẽ thực hiện là mình muốn cái lợi nhuận mong muốn như thế nào, rồi mình dự định cái số lượng tiêu thụ như thế nào để mình làm cái bài toán rồi đưa ra cái giá sản phẩm. Thì cái này á, nó mang tính gọi là mang cái tính gọi là gọi là ưu tiên về đối với lại sản phẩm nhiều, ưu tiên về đối với doanh nghiệp nhiều hơn, nó không có dựa theo cái kiểu là lắng nghe khách hàng hoặc là dựa vào khách hàng nhiều. Giống như các bạn quyết một cái vấn đề gì đó, các bạn vì một cái người nào đó các bạn quyết, thì cái cách quyết định cái vấn đề của các bạn sẽ khác. Các bạn quyết định vì con bạn là ok là nó thích cái đó mà mình không thích, ok mình có thể mình theo nó, là mình theo khách hàng. Nhưng cái này để mình đảm bảo là công ty mình được vận hành ổn định duy trì thời gian này, mình phải bằng mọi cách mình phải quyết định theo những cái mà mình đặt ra, những cái mục tiêu chung của công ty, những cái định hướng lâu dài của công ty muốn số lượng tiêu thụ là nhiêu đó, muốn lợi nhuận nhiêu đó, thì mình lấy lợi nhuận mình chia số lượng để mình ra được cái chi phí cộng thêm để cho ra cái giá sản phẩm mà mình mong muốn để đạt cái lợi nhuận đó ha. Rồi cái định giá theo mục tiêu á thì nó sẽ tính cần phải sử dụng dựa vào cái đồ thị hòa vốn. Cái phương pháp này đòi hỏi công ty phải xem xét các mức giá khác nhau và các sản lượng tương ứng để đạt được mục tiêu lợi nhuận, và xem xét về số lượng và xem xét về cái lợi nhuận mong muốn của sản phẩm. Thì đây là cái đồ thị phân tích điểm hòa vốn. Cái này nó bị can thiệp bởi nhiều yếu tố, cũng là về cái số lượng sản phẩm và về cái giá sản phẩm là trục hoành ha. Trục hoành là về sản lượng, số lượng sản phẩm mà công ty mong muốn. Trục tung là cái giá sản phẩm mà công ty muốn đưa ra, thì muốn đưa ra tại cái điểm nào để cho đạt cái điểm hòa vốn này thì công ty sẽ phải cân nhắc. Ngoài ngoài những cái điều kiện về cái chi phí cố định và chi phí biến đổi mà công ty đã biết trước rồi nè, thì nó sẽ tổng hợp với nhau để cho đưa ra được cái điểm hòa vốn mong muốn của công ty. Rồi nó còn cái định giá theo tiếp theo mà mình coi là định giá theo cái khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Thì cái này là định giá vị khách hàng nè, hồi nãy mà mình giá theo chi phí là hướng tới vị công ty đúng không, thì cái yếu tố thứ hai là định giá vị khách hàng, rồi lát nữa mình sẽ tới yếu tố thứ ba là định giá theo thị trường đó. Nó có ba cái mục tiêu cụ thể, đối tượng rõ ràng ha. Thì cái mà định giá theo cái hướng tới khách hàng á thì mình sẽ xem xét coi á, là cái ngưỡng chấp nhận của khách hàng ở cái mức độ nào đối với lại cái sản phẩm của mình, rồi cái sự ở cái quan điểm về cái phương pháp định giá theo khách hàng này á, thì cái sự mà chấp nhận của khách hàng á nó là quan trọng hơn những cái chi phí của người bán. Nếu như mà hồi nãy á, chi phí đối với doanh nghiệp nó quan trọng hơn, thì ở đây người ta ưu tiên đến cái yếu tố con người, yếu tố về khách hàng nó quan trọng hơn là sản phẩm. Thì để được những cái này á, để được định giá đặt khách hàng là trung tâm á, thì mình phải hiểu được khách hàng, và mình phải làm những cái về phân tích
phân tích về các những cái nhu cầu của khách hàng, nó có một cái đội ngũ nhân viên để làm những cái điều này. Thì một là mình outsource ở ngoài những cái người, những cái bộ phận, những cái công ty chuyên làm phân tích để bán dữ liệu cho mình. Hai á là mình tạo tạo một cái training, một cái đội ngũ theo cái ý đồ mình mong muốn, để mình đi phỏng vấn, mình lấy được những cái thông tin của khách hàng, và cùng một sản phẩm nhưng bán ở những địa điểm khác nhau thì mức giá mà khách hàng có thể chấp nhận được là khác nhau. Bán ở, bạn nói muốn bò thôi, bạn thấy không, bán ở khu mà Phú Mỹ Hưng quận 7 em, tôi muốn bò 100.000 trăm mấy á, chuyện bình thường tăng được ngược luôn. Bán ở khu lao động, khu cũng là khu quận 7 nhưng bên Huỳnh Tấn Phát nha, bạn bán bún bò 170.000 thôi là người ta đã không ăn rồi, nó chỉ tới 100.000, tại vì khu đó là khu công nhân, nó khác với những cái khu nhà giàu, nó khác kiểu là như vậy. Thì những cái địa điểm, tùy những cái địa điểm khác nhau, mà khi bạn hiểu được, chỉ cần bạn thỏa mãn yêu cầu khách hàng thôi, ví dụ như những cái quán đó nha, chưa chắc thì đồ ăn của người ta xuất sắc nhưng mà chất lượng phục vụ người ta tốt thì họ vẫn có cái lượng khách nhất định, tại vì người ta thích cái gu như vậy, người ta thích là người ta được quan tâm đến, người ta bỏ tiền để được, để người ta được hưởng dịch vụ, người ta thích cái không khí ở đó. Còn cái chất lượng đồ ăn đó thì người ta thấy chỗ nào cũng như nhau thôi, người ta ăn chỗ này cũng ok không sao hết, cái chỗ này để người ta tiếp khách ổn ok, đồ ăn bình thường cũng được không sao hết, tại vì người ta đi tiếp khách mỗi ngày, người ta ăn hoài, người ta cũng chả thấy cái nào, người ta thấy cái nào cũng như cái nào, kiểu là như vậy. Rồi thì để định giá theo khả năng của khách hàng á, giống như cô nói á, thì mình phải nghiên cứu thị trường để hiểu được khách hàng, và mình phải xem xét lại các cái biến số về cái biến số chi phí về bên bao bì sản phẩm, địa điểm bán, để tạo được cái giá trị cảm nhận tốt nhất cho khách hàng. Là mình phải thỏa mãn hết những cái đó, giống như mình hiểu là khách hàng muốn là cái sản phẩm này đẹp lên, còn cải tiến cái gì, khách hàng cần cái sự tiện dụng hơn, mình sản xuất một cái size nhỏ hơn để khách hàng mang đi du lịch, hay là khách hàng muốn gần giờ gần cái khu vực đó cái nhu cầu cao nhưng mà không có gần cái khu vực đó nhu cầu cao nhưng mà lại không có cái chỗ để bán á, thì khách hàng sẽ phải đi tìm cái địa điểm khác xa hơn, cho nên là mình phải lập một cái đại lý ở đó hoặc là một cái văn phòng đại diện ở đó trưng bày sản phẩm ở đó cho khách hàng tới cho nó dễ. Ví dụ như mấy cái showroom xe á, mấy showroom xe là người ta đặt ở đâu, là những cái đó là nhu cầu cao người ta mới đặt, chứ đâu phải là kiểu là ở đâu người ta tạo, ví dụ như quận nào người ta cũng đặt đâu là không có, người ta chỉ đặt theo cái phân khách hàng tại cái nhu cầu của chỗ đó thôi. Rồi định giá theo giá cạnh tranh hiện hành, là cái này là lấy giá của đối thủ cạnh tranh làm cái cơ sở, để mình định giá đó. Mỗi cái sẽ có một cái điểm gốc để mình suy ra. Nãy giờ mình lấy điểm gốc, nếu như mình lấy điểm gốc là lợi nhuận doanh thu của bên công ty là điểm gốc, định giá theo chi phí là mình sẽ có cộng lãi và chi phí, hoặc là mình theo mục tiêu lợi nhuận của công ty. Nếu như mình lấy cái điểm gốc là từ khách hàng thì mình sẽ phải thỏa mãn được những cái nhu cầu của khách hàng. Rồi ở đây tiếp theo mình lấy điểm gốc là mình so sánh với lại giá đối thủ cạnh tranh, thì mình sẽ phải định giá theo cái theo hướng mà so sánh với lại đối thủ cạnh tranh. Thì cái định giá mà cạnh tranh hiện hành này á, nó sẽ cũng có những cái ưu và nhược điểm, thì nó sẽ giống như cái định giá cộng lãi và chi phí thôi, nó là đơn giản dễ thực hiện. Và cái thứ hai nữa là mình cũng không cần phải am hiểu về kinh tế lắm, mình không có cần xác định nhu cầu của thị trường, co giãn của cầu theo giá nhiều. Mình chỉ cần là sao, mình chỉ cần coi cái đối thủ cạnh tranh của mình, coi cái người giống như kiểu là người ta nói là muốn muốn mà phát triển thì phải có cạnh tranh, thì mình muốn phát triển tốt hơn, mình muốn doanh thu mình tốt như là cái đối thủ cạnh tranh của mình thì mình phải bắt chước nó, mình làm theo nó. Nếu như mình là một cái đơn vị nhỏ, còn mình là đơn vị lớn rồi thì mình có thể mình
bứt phá theo một cái hướng khác. Và ở đây á, là ưu điểm nữa thì cái giá của thị trường được xem là giá là khách quan và công bằng đối với lại khách hàng và công ty. Thì giá thị trường ở đây là giống như cô nói là những cái mà mức giá trần và giá sàn á, mà nhà nước là cái người mà can thiệp trực tiếp vô đối với lại bạn ở cái quốc gia đó thì nó là như vậy. Và khi bạn ra cái quốc gia khác thì cái mức giá nó lại khác nữa. Ví dụ nha, giống như cái ngành dược của mình đang hoạt động tại Việt Nam nó là kiểu là chỉ là bình thường thôi, tại vì nó không có nhu cầu về người già, già hóa dân số nó không có đến nỗi, tại vì ở đây mình sống theo gia đình á, nó không có cần nhiều. Nhưng mà đối với lại bên nước ngoài, những cái nước mà quốc gia mà phát triển lâu rồi á, thì cái ngành dược và cái ngành điều dưỡng lại phát triển, tại vì người ta lớn tuổi nhiều mà dân mà thành viên trong gia đình đó thì người ta tách ra, người ta sống riêng rồi không có ai chăm sóc, rồi cần phải có dược sĩ tư vấn riêng tại nhà, cho nên là nó sẽ nhu cầu của từng cá nhân mỗi người đó, nó cao, thì cái ngành dược bên đó nó sẽ lại phát triển nhiều hơn, người ta cần cái thị trường ngành dược người ta cần hơn là ở tại Việt Nam, kiểu là như vậy. Rồi cái ưu điểm thứ ba của nó là nó cái cạnh tranh theo hiện hành nó là không kích thích các đối thủ cạnh tranh, không dẫn tới cái sự mà trả đũa ông ăn trả bà ăn em, kiểu là mình chỉ có là xem xét theo cái yếu tố chung thôi, cái yếu tố khách quan của thị trường, rồi mình so với lại giá rồi để mình đưa ra cái giá hợp lý thôi, chứ mình không có ảnh hưởng gì tới người ta hết. Và các công ty mà khác nhau á, thì có cấu trúc chi phí khác nhau, cho nên là nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà làm như vậy thì mình cái cầu của thị trường đó, nó sẽ nhanh dễ nhanh bị thay đổi lắm. Rồi ngoài ra nó còn có một cái định giá nhỏ ở trong cái ngoài ngoài cái định giá cạnh tranh, nó còn có cái định giá đấu thầu nữa. Thì cái định giá đấu thầu này á là cũng theo thị trường luôn, thì cái nó mang cái này định giá đấu thầu này nó mang tính chất quy mô nhỏ hơn cái định giá cạnh tranh theo thị trường nha. Thì cái định giá đấu thầu này á, nó dựa vào dự đoán về giá của đối thủ cạnh tranh để quyết định mức giá của mình sao cho thắng thầu. Nó mang tính chất gọi là nội bộ nhiều hơn á, còn cái cạnh tranh kia nó mang tính chất ở ngoài xã hội nhiều hơn, mang tính chất thị trường nhiều hơn, nó liên quan tới thị trường nhiều hơn. Còn cái này nó mang tính chất nội bộ. Thì để đấu thầu thành công thì doanh nghiệp phải hiểu rõ các đối thủ, những cái người mà đủ tiêu chuẩn để tham gia đấu thầu á, nó quy chụp lại trong một cái không gian nhỏ hơn so với lại cái định giá cạnh tranh trên thị trường. Các cơ quan chính phủ này, nhà nước là bắt buộc phải thực hiện đấu thầu cạnh tranh khi mua sắm hàng hóa có giá trị cao. Ví dụ giống như bệnh viện á, bệnh viện thì được sự quản lý của nhà nước, thì mình muốn đưa thuốc vào bệnh viện cũng phải đấu thầu, phải thực hiện đấu thầu ha. Thì đó là thì khi mà định giá sản phẩm á, nếu như phân khúc khách hàng á là bán thuốc này cho bệnh viện thì cái giá nó sẽ phải mềm hơn, người ta sẽ định giá khác. Còn nếu như phân khúc khách hàng á là bán cho người bán lẻ, bán cho người người bệnh, người tiêu dùng bình thường thôi, thì cái giá người ta sẽ định khác, mặc dù là cùng một sản phẩm hết luôn. Rồi bước 6, chọn mức giá cuối cùng. Giống như nãy cô nói rồi, tinh hoa tinh túy nó nằm giống như ở cái phần mà mình hiểu được tâm lý khách hàng. Sau khi định giá nội tại xong, mình kết hợp với lại yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài là về tâm lý khách hàng, về ảnh hưởng của các cái yếu tố chi phí sản xuất, rồi chi phí marketing này nọ, rồi ảnh hưởng của cái chính sách định giá của công ty và ảnh hưởng của giá đến các cái bên liên quan, thì mình sẽ đưa ra một cái mức giá cuối cùng. Cái mức giá cuối cùng này á là bốn cái liên quan đến yếu tố tâm lý nè. Hồi nãy cô có đưa đưa slide minh họa cụ thể của từng cái á. Giá gắn liền với chất lượng á, sản phẩm càng càng giá càng cao thì chất lượng càng cao á. Rồi tâm lý giá gắn liền với uy tín sản phẩm, tự nghĩ là cái nhãn hiệu đó, cái sản phẩm đó nó có được nhiều người sử dụng thì nó được ưa chuộng thì giá nó sẽ mắc, kiểu là như vậy. Rồi khi mà khách do là khách hàng thiếu thông tin về sản phẩm, hoặc đó là tâm lý so sánh giá, giống như hồi nãy mình đặt hai cái chai giá 10.000 với 30.000 với nhau,
hoặc là mình đặt cái chai giá 10 nghìn, 30 nghìn đến 50 nghìn với nhau, thì cái giá mình cảm nhận nó, cái sự mắc rẻ của cái sản phẩm nó cũng bị ảnh hưởng. Và cái tâm lý về giá, mức giá lẻ đó 299 nghìn với lại 300 nghìn, nó sẽ giống hoặc là khác nhau tùy theo cái cảm nhận của khách hàng. Mặc dù là mình biết là nó như nhau á, nhưng mà khi mà mình phản xạ tâm lý á, thì nó cũng sẽ khác nhau, kiểu là như vậy á. Thì cái ở cái bước chọn mức giá cuối cùng này á, các bạn cần lưu ý về cái mối quan hệ giữa giá cả, uy tín thương hiệu và mức độ quảng cáo. Thì cái này nó cũng xuất phát từ cái tâm lý khách hàng mà ra thôi. Thì ở đây nó sẽ được giải thích ba cái yếu tố đó, nó liên hệ với nhau thông qua cái ví dụ là về nếu như mà khách hàng sẵn sàng mà trả giá cao đối với sản phẩm được biết đến nhiều so với lại sản phẩm ít được biết đến, thì đương nhiên là cái sản phẩm đó nó có mức giá cao thôi, tại vì khách hàng nghĩ là được nhiều người sử dụng thì cái sản phẩm nó tốt, mà sản phẩm nó tốt thì ok, giá cao được, không sao hết, hợp lý, thì cái sản phẩm nó vẫn được định giá là cao. Rồi nếu như mà thương hiệu mà có chất lượng tốt á, nhưng mà còn được quảng cáo mạnh nữa, thì mình có thể đặt cái mức giá cao với cái mức giá khớp bán, và ngược lại thương hiệu mà kém chất lượng, ít quảng cáo nữa, thì không có lý do gì mà khách hàng lại chấp nhận ở cái mức giá cao được hết. Cho nên là những cái yếu tố, ba cái yếu tố về về bên giá cả, uy tín thương hiệu và mức độ quảng cáo, nó có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Thì nhờ như vậy cho nên là mình mới quảng cáo càng nhiều, thì cái mặt cái nó đóng góp cho cái phần mà về chất lượng, giá trị sản phẩm đó, nó càng cao. Thời đại bây giờ nè, là càng người ta càng chú ý đến cái việc quảng cáo á. Các bạn thấy á, nhiều khi sản phẩm, chất lượng, mô hình kinh doanh đâu có tốt đâu, nhưng mà người ta rất là chịu khó đẩy mạnh về quảng cáo, về marketing sản phẩm, chạy quảng cáo trên 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 Facebook, trên mấy cái công nghệ số rất là nhiều luôn, mà nhiều khi chưa chắc gì ở ngoài á, cái nó công ty nó ra một cái công ty nữa, hay là nó chỉ là một cái nhà thôi, nhà để đồ thôi, kiểu là như vậy á. Chọn mức giá theo cái chính sách định giá của công ty, là theo cái phân theo tùy theo cái mục tiêu mà công ty hướng tới á. Công ty hướng đến cái mức độ, cái thị phần nào, hoặc là công ty có cái mục tiêu dài hạn như thế nào, thì cái định giá sẽ theo cái chính sách của công ty. Ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng bởi các cái nhà cung cấp, lực lượng bán hàng. Ví dụ như mình phải chiết khấu cho người ta, khi mà người ta bán được hàng cho mình thì mình phải cái mức giá của mình nó phải linh động, linh hoạt hơn một xíu. Giống như là thay vì mình giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, thì bây giờ vẫn giữ nguyên cái giá đó, nhưng mà cái phần lời của cái sản phẩm thì mình chích ra cho người ta ở cái phần trăm bao nhiêu đó thì người ta bán được hàng rồi. Và ảnh hưởng bởi những cái điều luật chi phối, ví dụ giống như luật quảng cáo này, luật quản lý về giá mà, thì mình phải tuân thủ để chọn cái mức giá phù hợp. Rồi đây, hồi nãy đầu bài á, cô có giới thiệu cho bạn các cái chiến lược định giá, và cô cũng có nói sơ những cái chiến lược này dùng trong cái trường hợp nào á. Ví dụ giống như giá khớp bán thì giá thấp nè, rồi cô nói lại để bạn nhớ một lần nữa, phản xạ lần nữa ha. Khớp bán là định giá, khớp bán với lại định chất lượng, định giá khớp bán với lại chiến lược giá thấp đó, là theo dùng trong cái trường hợp mà đối với giai đoạn thâm nhập thị trường, cái giai đoạn mà giới thiệu sản phẩm, hoặc là tùy vào cái mục tiêu của doanh nghiệp, là đối với lại doanh nghiệp có muốn tối đa hóa lợi nhuận thì mình sẽ định giá khớp bán, hoặc là doanh nghiệp muốn tối đa hóa thị phần, người ta sẽ định giá theo chiến lược giá thấp. Ngoài ra thì còn có định giá theo chiến lược danh mục sản phẩm của công ty, thì mình sẽ phải xem xét các cái danh mục sản phẩm công ty nó có gì, nó thống nhất, nó liên kết với nhau cái yếu tố gì, rồi mình tạo cái mức chênh lệch sản phẩm, cái mức chênh lệch giá của từng cái sản phẩm nó như thế, nó chênh nhau ở cái biên độ như thế nào là hợp lý,
để cho khách hàng người ta có thể sử dụng được, ví dụ như người ta sử dụng được một bộ sản phẩm, hoặc là người ta sử dụng các cái sản phẩm với lại cái số lượng tặng kèm đó, cái số lượng mà đi kèm như khi hàng này hàng kia để nó hợp lý, thì mình phải định giá hợp lý thì người ta mới mới có mới gợi được cái nhu cầu cho người ta sử dụng nhiều của mình. Rồi định giá còn còn có là định giá hai phần đúng không, rồi định giá chiết khấu cô nói rồi nè, giá khuyến mại linh hoạt và thay đổi giá, là những cái slide sau á là nó sẽ mô tả cụ thể của từng cái chiến lược này. Này các bạn có thể về các bạn coi được nè, định giá hấp bán nè, đặt giá cao nhất đúng không, rồi mức tiêu thụ giảm thì khách khi mà mức tiêu thụ giảm xuống thì công ty lại giảm giá theo, hấp bán mà hấp hấp lớp trên xong rồi theo cái biến đổi của thị trường, đến lớp nào hớt lớp đó, đến lớp nào hớt lớp đó, hớt tàu hũ á, hớt tàu hũ sao mình hớt bán giá giá như vậy luôn. Rồi điều kiện để định giá hớt bán là mức nhu cầu về sản phẩm đối với lại khách hàng phải cao thì mình mới được định giá cao được, nó tạo trend nhiều người muốn có được cái sản phẩm đó thì mình mới định giá cao được. Rồi mình sẽ lấy giá cao lúc đầu tạo hình ảnh về sản phẩm cao cấp, xong rồi mình giảm giá từ từ tùy theo cái nhu cầu của thị trường. Rồi giá cao ban đầu không thu hút đối thủ cạnh tranh, ở đây là mình bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp của mình đó, để không có làm kiểu là làm biến động thị trường á, nhiều nhiều người ta thấy vậy á thì đối thủ cạnh tranh sẽ nhảy vào, thì cái phần mà mình được hưởng cái lợi nhuận tối đa tại cái thời điểm mà giá hốt bán á, nó bị chia sẻ và cho đối thủ cạnh tranh, thì cái đó nó làm không có tốt cho doanh thu của công ty. Rồi chiến lược giá thấp dành càng nhiều thị phần càng tốt, giống như mục tiêu gọi là tối đa hóa thị phần đúng không, và cái thấp để thu hút khách hàng. Rồi nó còn được gọi là chiến lược bám chắc thị trường, bám chắc thị trường là gọi đó, ăn chắc mặt bền luôn, là cứ giá thấp dành được nhiều thị phần lấy cái số lượng tạo nên lợi nhuận. Đó là một cái quan điểm là của marketing hiện đại, giống như hồi đó cái bài đầu của cái bài đại cương cô giới thiệu với bạn đó, cái ông Ford lúc đầu mấy xe hơi thì mọi người cứ nghĩ là doanh thu các bạn, cái doanh thu xe hơi của ổng á là phải giá cao thì ổng mới có doanh thu, ổng mới có lời, nhưng mà ổng đi ngược lại với lại quan điểm tại thời điểm đó với mọi người, ổng lấy cái số lượng làm nên cái doanh thu cho ổng. Thì ở đây là cái trường hợp vận dụng cái trường hợp cổ điển đó đưa vào trong hiện đại này. Những cái mà định hướng giá thấp như vậy á, nó do là bình thường nó sẽ gắn liền với những cái sản phẩm có tuổi thọ kéo dài á, do là mình phải thâm nhập từ 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 từ, cho nên là nó sẽ phù hợp với lại những sản phẩm mà có tuổi thọ dài. Nhờ cái việc bán giá thấp ban đầu á, thì cái tỷ trọng thị phần nó sẽ lớn nhanh, nó sẽ nhanh dần, nhưng mà nó sẽ phát triển ở cái mức độ gọi là tăng trưởng chậm thôi. Thì yêu cầu là sản phẩm của bạn phải có tuổi thọ dài để cho nó duy trì được cái doanh thu. Khi quy mô mà tăng dần á thì chi phí sản xuất đó, nó sẽ giảm xuống, giống như hồi nãy với bạn nói là người ta có kinh nghiệm nhiều hơn thì sẽ giảm được cái rủi ro, giảm được những cái thời về thời gian, về chất lượng sản phẩm nó sẽ được cải tiến, giảm được cái sự hư hao của sản phẩm, thì lúc đó mấy bạn lại được có doanh thu từ cái phần mà số lượng sản phẩm nữa, thì là mình thu được lợi nhuận cao mà. Rồi điều kiện mà áp dụng cái chiến lược giá thấp này á, là thị trường nhạy cảm về giá, gọi là người ta khó chấp nhận cái mức giá cao á. Cái kia là khi nhu cầu của thị trường cao mình có thể dùng cái chiến lược hất bán, nhưng mà đối với lại thị trường mà nhạy cảm về giá, giá cạnh tranh nhiều quá người ta nhạy cảm, thì mình phải dùng cái chiến lược giá thấp để mình xâm nhập, mình bám chắc cái thị trường đối với lại những sản phẩm có vòng vòng đời, cái tuổi thọ dài hơn.
Rồi lĩnh vực sản xuất của công ty phải có tính chất hiệu quả quy mô. Đó là các bạn phải đảm bảo là sản xuất cái mật độ, cái tần suất sản xuất của các bạn nó phải đảm bảo duy trì, cái số lượng hàng, cái số lượng đơn đặt hàng của bạn phải càng ngày càng tăng thì các bạn mới càng ngày càng có lời, lấy số lượng làm nên lợi nhuận. Rồi chiến lược giá của danh mục sản phẩm của công ty này là giá được xây dựng cho hai phần, giống như nãy cô nói sorry xin lỗi các bạn, cái danh mục sản phẩm của công ty đó là lợi nhuận nó tính chung cho toàn bộ danh mục và nó được xem xét liên kết với nhau, hệ thống với nhau cho toàn bộ cái sản phẩm trong danh mục luôn, chứ không có phải là xét cho riêng từng một loại sản phẩm. Còn cái tiến lược định giá hai phần á, nó mới là cái phần gọi là cái phần dịch vụ và cái phần phụ thêm á, cái phần tối thiểu và phần vượt trội. Hai phần vượt trội là những cái mà đi kèm với lại ngoài cái vệ sinh mặt, massage mặt ra thì mình có massage vai gáy cổ hay là massage body, cái kiểu kiểu vậy á, khi mà mình ngồi xuống mình làm á, cái gói đó xong rồi mọi người tư vấn thêm mấy bạn có muốn ủ ủ trắng không, hay là muốn làm cho da sáng không, chạy xe không, truyền truyền cấp ẩm không, kiểu là như vậy á, thì những cái phần đó là những cái phần vượt trội. Rồi chiến lược giá chiết khấu thì có ba dạng chiết khấu: chiết khấu khi mua số lượng lớn, chiết khấu theo thời vụ, và khuyến khích khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Tại vì khi mà thanh toán mà kiểu kiểu, kiểu gối đầu á, hoặc là không có thanh toán ngay, người ta cà thẻ này nọ, mình cũng phải, khi mà người ta dùng cái số tiền lớn á, mình phải chịu cái mức chạc, bị chạc cái mức phí của cái máy bốt nó cũng cao, thì khi mà người ta thanh toán bằng tiền mặt á thì mình phải đỡ, mình đỡ chịu cái mức phí đó hơn. Rồi theo thời vụ thì để cho giảm cái tình trạng mà quá tải năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên á, tại vì lúc nào cũng vậy, nó có cái thời gian là ví dụ giống như du lịch đi, nó sẽ theo cái thời điểm là hè nó sẽ đông, nhưng mà bình thường thời điểm mà đi làm mọi người đi làm thì nó sẽ vắng, thì nó sẽ chiết khấu theo cái thời vụ để cho dàn trải được, khuyến khích mọi người là đi trong cái lúc này, đi trong cái mùa mưa bão đi, nó sẽ giảm giá, giá rẻ hơn nè, để cho mọi người dàn trải cái số lượng khách du lịch ra. Giống như mùa mưa bão mấy bạn đặt vé đi nó sẽ rẻ hơn cái mùa mà đỉnh điểm, cái mùa đẹp đó của cái của địa điểm du lịch, kiểu là như vậy. Rồi chiết khấu khi mua số lượng lớn, cái này các bạn cũng thường thấy trên trên thực tế, các bạn mua càng số lượng hàng càng nhiều thì các bạn sẽ được chiết khấu càng cao, nó tính theo ví dụ giống như theo cái số lượng mấy bạn mua trong một lần đó nha, hoặc là cái số lượng cộng dồn, ví dụ như bạn mua 10 ly trà sữa bạn được tặng một ly trong vòng trong thời gian đó một tháng đó, nên bạn mua 10 ly trà sữa bạn được tặng một ly, kiểu kiểu là như vậy, để khuyến khích mọi người, mục đích là khuyến khích mọi người mua mua sản phẩm nhiều hơn thôi. Rồi chiến lược giá khuyến mại là để lôi kéo khách hàng dùng thử sản phẩm á, thì tùy ở giai đoạn giống như cô nói, ở từng tùy giai đoạn đầu thì mình phải khuyến mãi ồ ạt để tạo được cái sự gọi là nhận thức đối với khách hàng đối với sản phẩm, thì mình sẽ cung cấp thông tin cho sản phẩm, tạo khách hàng cơ hội dùng thử sản phẩm bằng cách là đưa ra giá dùng thử, rồi hỗ trợ bán xe trả góp, hoặc là cho vay lãi suất 0% trong vòng 2 năm nếu mà mình mua nhà ở, giống như kiểu mấy cái căn căn chung cư cao cấp, hoặc là căn căn chung cư bây giờ nó rao bán đó, thì nó sẽ hỗ trợ lãi suất vay 2 năm đầu không có tính lãi, và những cái năm sau bắt đầu mới tính lãi, là có đó cũng là một cái sự hỗ trợ để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm, giảm giá theo phiếu mua hàng. Đó là cũng là dùng đối với là khách hàng thường xuyên, khách hàng thân thiết của sản khi mà sử dụng cái sản phẩm đó, rồi tạo những cái hoạt động á, kiểu là nhắc lại cho khách hàng biết, khách hàng nhớ cái sản phẩm của mình đó, ví dụ như giữa năm săn sale sinh nhật của
của những hàng, hoặc là tới lễ Tết thì kiểu là ở cuối năm chưa kết hàng, hoặc là tới lễ Tết thì mình mấy cái những cái dịp đặc biệt á, mình lôi kéo khách hàng lại, tạo cho khách hàng là cái những cái thụ động á, là nhớ là cái sản phẩm này còn tồn tại, còn khi nào người ta cần người ta sẽ đến người ta mua. Rồi chiến lược giá linh hoạt là công ty bán cùng một loại sản phẩm với cái mức giá khác nhau nha, tùy vào các điều kiện khác nhau. Ở đây nè, tùy vào các điều kiện nãy cô có trình bày ở đầu bài, theo điều kiện địa lý, theo địa điểm, theo chất lượng hình ảnh bao bì, hay là giờ cao điểm hay là giờ thấp điểm đó. Cái nếu mà đối tượng là sinh viên đi thì mình phải tiếp cận giá nó phải rẻ, ngon bổ rẻ, kiểu 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 vậy á. Rồi nếu mà theo địa điểm, mình phân phối sản phẩm, ví dụ giống như mình bán những cái dịch vụ đi kèm á, vị trí chỗ ngồi, mình nghe phòng nhạc phòng trà đi, mình ngồi đầu để mình thấy được view rõ hơn, đẹp hơn, thì giá cái vé nó sẽ mắc hơn mình ngồi ở ở xa ở cuối, rồi khoang máy bay, khoang thương hạng thương gia hay là hạng economic, rồi view phòng phòng view view biển, hay là phòng kiểu là view view vườn nó khác nhau, view núi nó khác nhau, kiểu là như vậy. Rồi theo địa lý là những cái mà khai thác nhu cầu của thị trường với lại đáp ứng với lại cái mức đáp ứng của khách hàng á, đáp ứng cái mức của đáp ứng cái mức doanh nghiệp đối với lại khách hàng á. Ví dụ giống như công ty ở sản phẩm bán tại thành phố Hồ Chí Minh, tại showroom này nó có giá rẻ, nhưng mà người ta ở Bình Dương lận, người ta muốn mua thì mình hỗ trợ cho người ta cái chi phí lắp đặt. Là sản phẩm vẫn bán cho người ta ở Bình Dương, nhưng mà mình hỗ trợ cái chi phí vận chuyển, mang sản phẩm tới nhà luôn, không tính tiền, hoặc là tính tiền cái giá rẻ hơn, nếu mà anh chị mua cái sản phẩm này đi giá nó cao hơn chút, nhưng mà nó anh chị sẽ được hỗ trợ vận chuyển, hoặc là anh chị sẽ được hỗ trợ chi phí lắp đặt, kiểu là như vậy. Chiến lược thay đổi giá. Rồi chiến lược này là mình chủ động nha, doanh nghiệp chủ động tăng hoặc giảm giá. Cái đó là theo thị trường, tùy thuộc vào cái tình hình thị trường như thế nào. Nếu mà tình hình thị trường lạm phát là ai cũng tăng giá đồng loạt, hoặc là kiểu đó như giá xăng tăng đi, thì sản phẩm mấy cái bán đồ ăn, đồ dùng hàng ngày á, đồ sinh đồ thực phẩm á, nó cũng phải tăng theo. Rồi ngoài ra, để đối phó với lại cái việc mà thay đổi giá của đối thủ, thì công ty cần phải xem xét các cái bốn cái năm cái chấm tròn mà cô ghi nè. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi giá, loại thị trường mà công ty đang tham gia là gì, đây là có phải là sự thay đổi giá tạm thời hay là lâu dài, để cho mình biết được đó, mình có thay đổi theo hay không á. Rồi nếu mà không có đối phó thì công ty mình có bị ảnh hưởng gì không, nếu mà mình không có thay đổi theo thì mình có bị ảnh hưởng gì không. Rồi các cái phương pháp đối phó và phản ứng, cái kiểu mà dự trù rủi ro có thể xảy ra khi mà mình không có theo đối thủ. Rồi chiến lược, mấy cái chiến lược thay đổi giá nè, giảm giá bán thấp hơn giá bán của đối thủ cạnh tranh, giữ nguyên giá hoặc là nâng giá đó, thì tùy thôi. Mình xét về chất lượng sản phẩm, xét về cái độ phủ của sản phẩm của mình, hoặc là xét về cái số lượng khách hàng của mình, hoặc là mục tiêu của marketing của mình, để mình lựa chọn những cái chiến lược thay đổi cho phù hợp ha. Rồi bài của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn mấy bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ